Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện làm nũng. Chương 61, sao ro là ngủ nóng, bọn họ quấn quýt lấy nhau, tả nhân cười bỏ tê sất mỏng manh, lộ ra xương vai đẹp đẽ, phó thanh hôn lên, liên tục hôn thêm chỗ khác. Trong phòng không có một tia sáng, bọn họ không thấy rõ mặt nhau, chỉ có âm thanh ám muội khó giải thích được, không cách nào hình dung tình cờ truyền đến. Trong bóng tối yên tĩnh này, Tạ nhan bỗng nhiên ngừng cổ thật cao, lưng tạo thành độ cong cực đẹp, giống như là một con tiên nga trắng sắp chết, nhưng vẫn là dùng khí lực cuối cùng để nhẫn nại. Mười ngón tay của cậu nắm chặt vào chăn, bởi vì quá độ đau đớn, đến đầu ngón tay cũng trở nên xanh trắng. cả người cậu đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đến đôi môi cũng lạnh. Phó thanh lại lần nữa khiến tạ nhan nóng lên, cho đến lúc này, anh mới có thể cảm giác được, tạ nhan thật sự rất gầy. eo cậu quá nhỏ da rẻ quá trắng âm thanh quá mềm như là rất dễ dàng sẽ hỏng mất sẽ bị phá hủy rên gì đều bị nuốt hết trong cổ họng đến âm thanh xin tha cũng sẽ không phát ra tạ nhan vừa tỉnh táo vừa mơ hồ cậu không còn nhận biết được xung quanh nhưng có thể biết rõ ràng cậu đang cùng người mình thích nhất làm chuyện thân mật nhất cho nên bất kể là thống khổ hoặc là vui vẻ chỉ cần là đối phương dành cho tạ nhan đều sẽ toàn bộ tiếp nhận một đêm chìm trong giấc mộng Tạ Nhan không biết đã ngủ bao lâu, đồng hồ sinh học của cậu vẫn luôn rất đúng giờ, cho dù trước đây lúc còn chuyển gạch tại công trường, cũng sẽ không ngủ quên. Nhưng hôm nay không như vậy, cậu thật sự vẫn chưa tỉnh táo lại, nỗ lực mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cầm phó thanh. Tạ Nhan cảm giác có một cánh tay đặt ngang thắt lưng mình, hơi vùng vẫy một hồi, mới phát hiện mình nằm trong lồng ngực phó thanh. Phó thanh đã tỉnh rồi, bất quá không nỡ bạn nhỏ trong lồng ngực, nên vẫn không động đậy, sau khi nhận ra được động tác của Tạ Nhan, anh cúi đầu hôn một cái lên hàng lông mày đang nhăn lại, tim nói khàn khàn lại đầy thỏa mãn, còn sớm, ngủ thêm một hồi. Tạ Nhan nghiêng đầu đi, có thể nhìn thấy ánh mặt trời đã xuyên thấu rèm cửa sổ dày đặc. Khẳng định không còn sớm, Tạ Nhan từ trong chăn đưa tay ra, lấy điện thoại di động để trên tủ đầu giường. Cánh tay của cậu rất trắng mà gầy, có thể nhìn thấy gân mạch màu xanh bên trong. Còn có vết tích màu hồng nhạt bên ngoài, phân tán khắp trên phần da rẻ mỏng manh kia. Đến màu sắc của dấu hôn cũng dường như rất ôn nhu. Đã 8 giờ rưỡi, vào lúc này, thường học được nửa tiết thứ nhất rồi. Tạ Nhan rất nhanh liền tỉnh lại, cậu vén chăn lên, từ trên giường bò dậy, lúc vừa xuống đất chân không tự chủ được mềm nhũn một chút, thiếu chút nữa không thể đứng lên. Dù sao cũng là Tạ Nhan, thân thể của cậu lắc lư mấy lần, vẫn là đứng vững vàng. Ngày hôm qua sau khi làm xong, ý thức tạ nhan liền mơ mơ hồ hồ, phó thanh ôm cậu vào phòng tắm tắm xong, cũng không mặc quần áo cho cậu, tạ nhan hiện tại lòa thể, muốn đi tới tủ quần áo, tìm đồ mặc. Tạ nhan cảm giác chính mình như là đang đi trên cây bông. Cậu chưa bao giờ khó chịu như vậy, cũng không phải đau đớn sắc bén, chính là thân thể không có sức lực gì, mặt sau cảm giác rất quái dị, như là vẫn chưa có khép lại. Quá lớn, tạ nhan mới đi được hai bước, không thể không lấy tay đỡ tường, nghỉ ngơi một hồi, mới chuẩn bị đi tiếp, chợt thân thể nhẹ bẫng, bị ôm ngang lên. Cậu cao như vậy cũng chỉ có phó thanh mới có thể ấm được. Tạ nhan không dãy dụa, hai tay vòng qua sau cổ phó thanh, cậu nghe phó thanh nói, ngày hôm qua xem rồi, không có bị thương, nên không thoa thuốc, bây giờ còn đau lắm hả? Tạ nhan ngơ ngác, hai lỗ tai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, bất quá vẻ mặt vẫn căng, cho dù như thế nào, vẫn là cần mặt mũi. Cậu lắc lắc đầu, không lên tiếng. Phó Thanh Gián vào lỗ tai tạ nhan nói, nếu thật sự đau phải nói cho anh biết, đừng nhẫn nhịn. Anh biết rằng bạn nhỏ trong lồng ngực thực sự rất am hiểu cách chịu đau, anh cũng rất không nữa. Phó Thanh dễ như ăn cháo mà ấm tạ nhan trở về trên giường, lại không lấy quần áo trong tủ, mà là mở hành lý ra, từ bên trong lấy một cái áo thun của mình đưa tới trước mặt tạ nhan. Tạ Nhan vẫn không hiểu ý, cầm lấy bộ quần áo kia, có chút nghi hoặc nhìn Phó Thanh. Phó Thanh rất nghiêm túc nói, "Đã để cho tiểu ngọt ngào ngủ rồi, em có thể mặc đồ của anh không, anh muốn nhìn." Tạ Nhan càng không có lời nào để nói. Vì vậy, làm một idol nhân cách có khuyết điểm dám ngủ với fan, Tạ Nhan đành chịu nhục mà mặc quần áo của fan vào. Áo thun của Phó Thanh vừa rộng vừa dài, Tạ Nhan mặc vào có vẻ trống trải, miễn cưỡng có thể che đến đùi tạ nhan giả vờ như sửa lại một chút tóc ở thái dương nghiêng đầu đi cũng không nhìn tới phó thanh hô hấp phó thanh nặng thêm mấy phần bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong không để tạ nhan phát hiện tạ nhan mặc một hồi trong lòng còn băn khoăn chuyện đi học liền muốn xuống thay quần áo phó thanh đè vai tạ nhan lại còn nói xin nghỉ một ngày đi đã để cho tiểu ngọt ngào tạ nhan thực sự nghe không nổi nữa ngắt lời anh hít sâu một hơi được rồi Xin nghỉ, sau buổi trưa lại đi. Phó Thanh cầm điện thoại di động của Tạ Nhan, đi ra ngoài gọi điện cho Giang Đồng, nói là có thể xin nghỉ mấy tiết sắp tới. Anh đi ra ngoài gọi điện thoại cũng chỉ mất chút thời gian, lúc trở lại lần nữa, Tạ Nhan đã nghiêng đầu ngủ. Kỳ thực thân thể cậu từ ban đầu rất khó chịu, vẫn luôn dựa vào ý chí chống đỡ đến bây giờ. Phó Thanh hơi ôm Tạ Nhan, đem cậu nhét vào trong chăn, muốn hôn nhẹ bạn nhỏ, vẫn là nhịn được không quấy giày giấc ngủ của Tạ Nhan liền đứng ở đầu giường nhìn cậu một hồi lâu mới rời khỏi. Lúc Tạ Nhan tỉnh lại lần nữa đến nửa ngày mới phản ứng được hiện tại đã là buổi trưa. Cậu nhìn một vòng xung quanh lại không tìm được Phó Thanh ý thức cũng còn mơ mơ hồ hồ bản năng đem áo thun kéo lên đến mũi dường như còn có thể ngửi được mùi của Phó Thanh. Bất quá Tạ Nhan rất nhanh liền tỉnh lại không làm như vậy nữa. Cậu ngồi ở trên giường một phút chốc vẫn cảm giác có chút khó chịu, nhưng mà tốt hơn nhiều so với buổi sáng. Chẳng được bao lâu, Phó Thanh đẩy cửa ra, trên tay mang theo một cái hộp cơm, mở ra đặt ở trước mặt tạ nhan, đũa cũng bày xong. Tạ nhan chỉ nếm thử một miếng, cũng biết là Phó Thanh tự mình làm. Từ buổi sáng đến bây giờ cậu chưa ăn cơm, đói bụng quá mức, uống xong chén canh mới dễ chịu chút, liền từ từ ăn cơm chưa. Phó Thanh nhìn cậu ăn, hỏi còn đau hay không? Tạ Nhan lắc đầu một cái, tựa hồ là nhận ra được Phó Thanh rất lưu ý chuyện này, trầm mặc chốc lát, vẫn là nói thêm cũng không chỉ có đau. Nhưng cậu chỉ nói tới chỗ này, liền không nữa nói. Mà Phó Thanh đã rõ ràng, cơm nước xong, Tạ Nhan vừa nghỉ ngơi nên lập tức rất có tinh thần, cùng Phó Thanh nói một tiếng, liền chuẩn bị đi học. Cậu đẩy cửa ra, xuyên qua hành lang, đúng dịp thấy Rebecca đi vào. Ngô Vân cũng ở cùng một tầng với cậu tại khách sạn này. Rebecca rảnh rỗi sẽ tới thăm chồng, tạ nhan thỉnh thoảng sẽ gặp phải cô. Rebecca vóc người cao gầy, chỉ thấp một ít so với tạ nhan, cô ngẩng đầu liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại, giọng nói mang vẻ chút chiêu đùa, nói yêu đương vui vẻ. Sau khi nói xong câu đó, cô cũng không đợi tạ nhan đáp lại, trực tiếp đi vào. Tạ nhan ngẩn ra, bước chân chôn ở một chỗ, cậu đi về phía trước một đoạn, lúc đi ngang qua cửa kính dương mắt nhìn chính mình, trên cổ có một dấu hôn rất nhẹ, nhưng do làn da của cậu quá trắng, dấu hôn này quá dễ thấy. Tạ nhàn không tự chủ sờ chỗ kia một chút kia, cậu thấp giọng nói, rất vui vẻ. chương 62, hôm đó trời rất nóng, nếu mặc áo cổ cao để che khuất dấu hôn thì cũng quá trói mắt. Tạ nhàn suy nghĩ chốc lát, cũng không gọi giang đồng, mà là mang theo khẩu trang, đi một chuyến đến cửa hàng tiện lợi, mua hộp băng cá nhân, dán ở chỗ kia. Mấy ngày kế tiếp, vị trí băng cá nhân liền di động mấy lần. Lúc Giang Đồng giúp tạ nhan thay quần áo còn có chút hiếu kỳ, hắn nghi hoặc mà hỏi ai, tạ ca, vết thương này như thế nào lại rời đến phía dưới. Ngày hôm qua còn ở đây, tạ nhan rũ mắt, thuận miệng thấp giọng nói, đừng làm rơi mất, không phải vết thương. Giang Đồng lúc này mới phản ứng được đó là cái gì, phút chốc tê cả ra đầu, cùng tay cùng chân mà chạy khỏi tạ nhan. Tạm biệt, hoa hồng chuẩn bị rất lâu, chủ yếu chính là chờ để tìm được diễn viên thích hợp diễn cố tuyết phan. Không nói khoa trương chút nào, nam diễn viên điện ảnh có chút tiếng tăm trong nước, Ngô Vân Cơ Hồ đã xem qua toàn bộ, đến Dương Tầm cũng từng cân nhắc qua, còn nghĩ hóa trang xong có thể hợp vai hơn hay không, mà cuối cùng vẫn không cam tâm cứ tạm bỡ như vậy, mới tiếp tục tìm kiếm, trùng hợp gặp tạ nhan. Lúc tạ nhan tiến vào tổ, Lý Khiêm cùng các diễn viên khác cũng đã chuẩn bị đến mức rất đầy đủ, cậu phải nỗ lực gấp bội mới có thể đuổi kịp tiến độ với người khác mỗi ngày lịch trình sắp xếp dày đặc cũng chỉ có buổi tối mới có thể cùng phó thanh gặp mặt công việc của phó thanh cũng rất bẩn cũng không thể rời khỏi công ty anh ở đây suốt năm ngày đã là cực hạn nhất định phải về tệ an ngày đó tạ nhan phải quay phim không phải chương trình học như lúc thường không thể xin nghỉ cậu chỉ có thể để đoàn phim sắp xếp cho mình quay trước sau khi quay xong thì chạy đến sân bay mà Phó Thanh thì lại đi trước. Sau khi tạ nhan quay xong, liền lập tức đón xe tới, may là Phó Thanh còn chưa có qua cổng an ninh. Cậu đi rất gấp, cũng không đợi Giang Đồng, chính mình chạy đi trước. Trong sân bay nhiều người, rộn rộn ràng ràng, tạ nhan mang khẩu trang màu đen, từng ngụm từng ngụm thở gấp, tìm kiếm bóng dáng Phó Thanh. Có người bỗng nhiên kéo tay trái tạ nhan, đem cậu kéo đến sau cột đá cầm thạch. Tạ nhan hơi ngừng đầu lên, nhìn sang bên trái, Phó Thanh nhìn cậu từ đầu tới đuôi một lần, bạn nhỏ chạy quá nhanh, cũng kịp chưa thấy trang, trên trán đổ đầy mồ hôi. Anh ngồi xổm xuống, vừa đi giấu chân trên quần Tạ Nhan, anh phải đi. Tạ Nhan không lên tiếng, cậu nhìn thấy xoáy trên đỉnh đầu Phó Thanh, gật đầu một cái. Rất không nỡ, lại không có cách nào. Phó Thanh đứng lên, cầm tay Tạ Nhan, suy nghĩ chốc lát, mới nhẹ giọng nói, chờ quay xong lúc trở về cùng đi thăm ông nội đi tạ nhan rũ mắt cậu hỏi ông nội biết không cũng lớn tuổi rồi phó thanh nhịn không được cười cười lo lắng cái gì ông sớm đã chờ anh dắt em về anh hai mươi mấy tuổi đã xuất quỹ tạ nhan khô cằn mà ồ một tiếng tuy rằng từ trước giờ gặp phó ra ra rất nhiều lần nhưng mà sau này thì khác bởi vì không phải là gặp ông nội của bạn nữa mà là gặp thân nhân duy nhất của bạn trai ngẫm lại liền hơi sốt sắng. Tạ nhan không nghĩ chuyện này nữa, mà là chờ tay kéo góc áo phó thanh, chầm mặc chốc lát lần này rất dễ nhập vai, nhưng mà cũng không dễ xuất vai. Phó thanh ngơ ngác một hồi, mới hiểu được là bạn trai nhỏ đang mơ hồ làm nũng. Lần kia cậu nhập vai trong bạch kình, lúc tạ nhan nhìn thấy anh, từ lục phùng xuân biến trở về chính mình, trở lại thế gian. Vậy lần này cũng là như vậy, không nỡ, muốn liên lạc nhiều hơn, tiểu tả của anh có thể nói rõ tâm ý rất rõ ràng, lại không thể nói mấy lời làm nũng ra đến miệng. Phó Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, khiến anh cũng không biện pháp gì. Anh đè lại vai tạ nhan, chỉ lấy xuống nửa bên khẩu trang của cậu, cúi đầu dán đôi môi hôn xuống. Rõ ràng là lướt qua trong nháy mắt, lại dường như qua hồi lâu. Phó Thanh nói, được, biết rồi, anh ở đây, tiểu tạ là của anh, không phải là người khác. Rất nhanh liền tới thời gian đăng ký tạ nhan nhìn phó thanh rời đi mãi đến tận khi cả bóng lưng cũng không nhìn thấy mới chuẩn bị rời đi có người gọi cậu lại tạ nhan nghiêng đầu đi nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ lại qua một chốc mới nhận ra đây là người đại diện mới của cậu tên của cô là hứa ảnh chi tư lịch rất sâu cũng mang theo hai ảnh đế ảnh hậu trong giới rất có quyền lên tiếng người đại diện mới cũng là từ huy đạt đưa qua đây xem như là một món quà huy đạt đưa cho tạ nhan nhưng cũng là hứa ảnh chi tự mình yêu cầu. Tiện thể còn có một phần quà đi kèm, chính là lạm dụng chức quyền danh nghĩa khai trừ vương trúc duy. Hứa ảnh chi ngồi trên cùng một chuyến bay tới đây cũng không phải trùng hợp, mà là muốn cùng phó thanh chạm mặt, bàn chuyện tạ nhan. Cho nên tình cảnh mới vừa rồi, hứa ảnh chi cũng thấy từ đầu đến đuôi. Hứa ảnh chi năm nay hơn 40 tuổi, đeo kính mắt phiền vàng, rất thành thục thận trọng, vóc người được bảo dưỡng tốt, trước tiên cùng tạ nhan chào hỏi một chút tiến vào trong xe mới tiếp tục nói những chuyện còn lại cô cười cười với tạ nhan chẳng hề nghiêm khắc hà khắc ngược lại rất thông cảm hành vi vừa rồi của cậu người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương luôn là có cảm xúc rất mãnh liệt cái này cũng là chỗ tốt của tuổi trẻ không có cách nào tạ nhan nhíu nhíu mày cậu không biết hứa ảnh chi mà phó thanh an bài cô thành người đại diện của mình tạ nhan vẫn là đối với cô rất yên tâm hứa ảnh chi nói tiếp Kỳ thực bất kể là nói từ góc độ của chị hay của cậu, chị cũng sẽ không phản đối cậu và phó tiên sinh hẹn hò, thậm chí hy vọng hai người yêu thương lâu dài, tiếp tục giữ vững, vĩnh viễn không thay đổi. Tạ nhan không giải thích với hứa ảnh chi chuyện tình cảm giữa bọn họ, đó là chuyện giữa hai người, không cần người khác lý giải. Mà nói đúng ra, hứa ảnh chi là người rất thực tế, cô từ góc độ hiện thực cân nhắc vấn đề. Hứa ảnh chi cũng không bức bách tạ nhan trả lời, mà là tỉnh táo nói, nhưng cậu dù sao cũng là nhân vật công chúng đứng dưới ánh mắt của mọi người cần phải tận lực khắc chế tình cảm của chính mình nếu có bất kỳ khả năng bại lộ làm ơn trước tiên nói với chị tạ nhan không lập tức đáp ứng hứa ảnh chi thở dài coi như là không nói theo góc độ khác chị là một người ngoài cũng nhìn ra được phó tiên sinh rất yêu cậu làm nhiều chuyện như vậy cậu ấy chắc chắn sẽ không hy vọng bởi chuyện các cậu yêu đương dẫn đến việc cậu mới bắt đầu phát triển sự nghiệp liền im bặt đi có đúng hay không tạ nhan nghĩ, chị ta thật sự rất am hiểu thuyết phục người khác. Cậu gật gật đầu, nói, hợp tác vui vẻ. Hứa ảnh chi cũng cười, nắm chặt tạ nhan tay, hợp tác vui vẻ. Sau khi phó thanh xuống máy bay liền nhận được điện thoại của mạc phục, mở miệng chính là chiêu gẹo phó thanh yêu mỹ nhân không muốn giang sơn, chu chân đã sắp điên rồi, làm cho chu ngọc thành tiểu đáng thương, trốn đến chỗ của mình. Phó Thanh hời hợt nói, chuyện công ty làm sao có thể so với tiểu tạ. Mạc Phục cảm thán yêu đương hại người rất nặng, bất quá đề tài của hắn xoay một cái, âm thanh giảm thấp xuống chút, đúng rồi, nói cho cậu một chuyện. Hắn dừng một chút, nói tiếp, có người đang điều tra tạ nhan, phía tôi bên này đã tìm được, phòng trừng rất nhanh liền có thể tra ra được cậu đó. Phó Thanh hỏi, là ai? Phùng Gia, Phùng Hoàng, tạm biệt, Hoa Hùng rốt cục chính thức khai máy. Lúc tin tức này chính thức xuất hiện trên các diễn đàn, vẫn là đưa tới sóng lớn mênh mông. Ngô Vân vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài, cầm vài cái giải thưởng, bước cách rất cao, cùng tạ nhan phối diễn lại là người hai lần đoạt ảnh đế, Lý Khiêm, mà Ngô Vân lúc phỏng vấn nói rõ, tạ nhan diễn vai cố tuyết văn, trong phim chắc chắn là vai chính. Tạ nhan gần đây nhân khí rất cao, nhưng nói cho cùng kỳ thực không có tác phẩm gì, duy nhất chủ diễn bộ phim Bạch Kình còn không biết lúc nào mới có thể chiếu, muốn đi con đường lưu lượng, còn chưa đủ, đến cả mặt cũng không làm được sau khi tin tức ngô vân muốn quay phim trong nước xuất hiện diễn viên muốn diễn vai chính rất nhiều lần này người được chọn không đủ khiến người ta thỏa mãn ngô vân lo lắng người khác xuyên tạc còn cố ý giải thích một fan cũng không phải người khác kỹ năng diễn xuất không đủ xuất sắc mà là không phù hợp kịch bản đặt ra có vài nhân vật chỉ có một ít người mới có thể diễn chỉ có hoa hồng mới có thể nở rộ như hoa hồng cái khác đều không thể đây là chuyện không thể nghi ngờ mà tạ nhan là đóa hoa hồng kia. Sau khi vụ án thứ nhất phát sinh, cố tuyết văn mới có màn xuất hiện đầu tiên. Trần Vân Sinh nhận mệnh lệnh, bận tối mày tối mặt, lão lãnh đạo trong cục lại dẫn một người mới đến trước mặt hắn, nói muốn cho hắn làm trợ thủ, để đứa bé kia học hỏi này nọ. Trần Vân Sinh mấy ngày đều không ngủ, chỉ vì tìm ra manh mối của đại án này, căn bản không rảnh dẫn theo người mới, nghe vậy liền cùng lão lãnh đạo giả bộ ngớ ngẩn, nói là thực sự không rảnh lão lãnh đạo đem hắn kéo đến buồng trong thở dài mới nói thật với trần vân sinh nó là con của một nhà thân thích ở xa của tôi tôi so với ba nó còn lớn vai hơn xem như là đời ông nội nó đứa nhỏ này lúc cấp ba nghỉ hè tham gia trại hè cha mẹ ở nhà bị người ta dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn sát hại lại tìm không ra hung thủ liền lập lời thề muốn trở thành cảnh sát tìm ra hung thủ hiện tại mới tốt nghiệp đại học xin đến tôi chỗ này nói muốn tích lũy kinh nghiệm Ông tựa hồ rất thương tiếc cố tuyết văn, cậu đã nói như vậy, tôi còn có thể nói thế nào? Cậu chớ nhìn nó như vậy, tuyết văn ở lúc học cấp 3 vốn là được huy chương vàng hóa học, có thể vào đại học tốt nhất toàn quốc, chính là vì chuyện của cha mẹ mới thay đổi chí hướng. Nó rất thông minh, người không cần phí sức làm gì, dạy dỗ nó một chút là được. Trần Vân sinh đốt điếu thuốc, vẫn là đồng ý. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn thấy cố tuyết văn đứng ở bên ngoài ngước đầu, tóc đen nhỏ vụn dài rác ở nơi cổ, đang nhìn kim sẻ đứng thành một hàng ở đầu cành cây. Đây là lần thứ nhất Trần Vân Sinh nhìn thẳng vào cố tuyết văn. Rất gầy, rất đẹp, còn dường như rất ngây thơ. Căn bản không có thể đảm nhiệm được nghề nghiệp cảnh sát này. Trần Vân Sinh có chút hối hận vừa rồi mềm lòng. Quả nhiên, cố tuyết văn chính là tên rác rưởi trong đám phế vật, không nói chuyện có suy nghĩ gì, đến ghi chép cũng tệ, Trần Vân sinh tức giận đến mức một ngày mắng y 20 lần. Pháp y bên kia có báo cáo kiểm tra thi thể, Trần Vân sinh mang theo tiểu phế vật cố tuyết văn đi dò hỏi Pháp y, xem có thể tìm tới tin tức hữu dụng hay không. Thời điểm thi thể bị phát hiện là nằm ngửa ở trên sàn nhà. Mãi đến tận Pháp y đem thi thể lật qua, mới phát hiện đầu người nọ kỳ thực cơ hồ hoàn toàn bị chém xuống, chỉ còn phía trước cổ kia nơi mỏng manh da thịt vẫn nối liền cùng nhau. Pháp y nói tình hình của thi thể, người bị hại trên người có 32 vết thương, phân tán ở toàn thân, mà đều không phải vết thương chí mạng, hình như là hung thủ đang ngược đãi người bị hại. Vết thương chí mạng là ở cổ nơi, hung thủ chém đứt cổ người bị hại, sau lại đem miệng mũi tai mắt toàn bộ cắt đi. Có thể nói thủ đoạn phi thường hung tàn, lại điên cuồng, thật giống đối với người bị hại mang theo thâm cừu đại hận. Trần Vân sinh một chữ không lọt đem những câu nói này nhớ rõ. Cô tuyết văn phiền phiền nhiễu nhiễu mà nhìn hồi lâu thi thể, rốt cục nghẹn ra một vấn đề, y tựa hồ thật tò mò, người lúc bị chặt đầu có đau không? Pháp y cũng sướng sờ, đau, thần kinh truyền đi rất nhanh, mà cũng chỉ là mấy giây. Bất quá không ai có thể tưởng tượng được loại đau đớn kia. Cố tuyết văn nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một phút chốc, mới gật đầu một cái. Trần Vân Sinh không rảnh quản y, lại gấp lái xe đến chỗ người bị hại làm việc điều tra quan hệ giao tiếp mà đoạn đường kia quá chật, Trần Vân Sinh đơn giản không thể lái vào, nên mang theo cố tuyết văn đi bộ hai cây em cuối cùng. Ngày đó đúng lúc là lễ tình nhân, trên đường có thật nhiều người bán hoa hồng, Trần Vân Sinh không cẩn thận đụng ngã một lãng hoa, hai người vội vội vàng vàng cúi người nhặt hoa. Cố tuyết văn nhặt lên một cành hoa hồng, ngón tay của y dài nhỏ, mà trắng, gầy gò đến mức rất cô đơn, bỗng nhiên nói, hoa hồng cũng bị cắt lấy đầu, sẽ cảm giác được đau đớn sao trần vân sinh bị vụ án này phiền đến đau đầu lại sốt ruột chuyện bất ngờ xuất hiện này nghe vậy không nhịn được nói cậu có phải bị bệnh hay không đầu óc có bệnh cô tuyết văn không nói gì nữa một cành hoa hồng bị gió thổi đến trên đường cái y không thấy tình huống chung quanh trực tiếp vọt tới thiếu chút nữa bị đụng may là trần vân sinh một tay đem hắn kéo trở lại cô tuyết văn tựa hồ không ý thức được mới vừa trải qua sinh tử rất tiếc nuối nói cành hoa hồng kia bị nghiền nát trần vân sinh ngắt lời y cao mày cậu vào cục cảnh sát không phải là vì vụ án của cha mẹ sao vậy thì học thêm chút thứ hữu dụng còn cố tình gây sự thì cút về cố tuyết phan ngơ ngác y tựa hồ bị giật mình sắc mặt gần như trắng bệch đôi môi vẫn hồng màu đỏ rất rực rỡ y cúi đầu chậm rãi nói xin lỗi tôi biết đội trưởng sau này ta hiểu rồi trần vân sinh tàn nhẫn hít một hơi thuốc lá cảm thấy được chính mình bị váng đầu lời này hơi quá đáng, hắn không nên nói như vậy. Đoạn diễn này kết thúc, Lý Khiêm đi tới, nói chuyện với tạ nhan. Bất kể là lúc diễn hay là bên ngoài, Lý Khiêm đều rất ít nói, cũng sẽ không dễ dàng cùng người khác giao thiệp. Lý Khiêm liếc mắt nhìn tạ nhan, có chút cảm thán, chẳng trách mô đạo đã từng nói, trừ cậu ra, không ai có thể diễn cố tuyết văn. Hắn mới hơn 30 tuổi, đã cầm hai giải ảnh đế, nhưng lúc biểu diễn dùng chính là kỹ thuật, cùng con đường tạ nhan đi không giống nhau tạ nhan vẫn là trầm mặc hắn ngồi ở cách đó không xa cúi thấp đầu không nói một lời lý khiêm liền khuyên một câu cậu diễn rất khá thật là có linh khí mà đừng nhập diễn quá sâu dù sao bọn họ đều xem qua kịch bản cũng biết lúc nào mới là cố viết văn tác giả có lời muốn nói chỉ có hoa hồng mới có thể nở rộ như hoa hồng cái khác đều không thể đây là chuyện không thể nghi ngờ Pisava Simboska. Kịch bản tạm biệt, Hoa Hồng này sẽ viết cặn kẽ một chút, lúc viết tôi đã phân vân gứa tạm biệt, Hoa Hồng và cái chết Hoa Hồng cuối cùng chọn tên như bây giờ. chương 63, sau khi Phó Thanh xuống máy bay liền cho người thăm dò chuyện Phùng ra. Mà tiến độ điều tra không tính là quá nhanh, trước mắt chỉ biết Phùng Hoàng có hứng thú với tạ nhan, cái khác vẫn chưa biết. Phùng ra quan hệ rắc rối phức tạp, việc nhà này nọ giấu giếm rất sâu, chỉ có thể điều tra từng chút từ những việc tạ nhan từng trải qua. Cha xét hết hai tuần mới tìm ra chút manh mối, tất cả chỉnh lý thành văn bản, đưa tới trước mặt phó thanh. Hứa tiểu hùng gõ cửa tiến vào, trong tay cầm những tư liệu kia. Phó thanh để túi hồ sơ ở một bên, hứa tiểu hùng gãi đầu một cái, hắn do dự phút chốc, hỏi, phó ca, anh gần đây đang hẹn hò. Phó thanh nghe vậy gật đầu một cái, nhưng vẫn im lặng, lại không nhịn được cười cười, mặt mày liền trở nên rất ôn nhu anh nói đang hẹn hò lần sau em ấy trở về giới thiệu cho mọi người quen nhau hứa tiểu hùng xưa nay chưa từng thấy phó thanh như vậy không giống bình thường mãi đến tận khi ra khỏi văn phòng còn chưa có phản ứng lại nhà hắn từ nhỏ đã nghèo anh cả chết rồi anh hai cũng đã chết anh ba thì đi phó thanh đến nhà hắn nói sau này sẽ chăm sóc hắn hắn liền khăng khăng một mực cùng phó thanh trong lòng hứa tiểu hùng rất rõ ràng so với những người cùng tuổi ở phố cũ, hắn không tính là có bản lĩnh, nhưng có thể ngồi đến vị trí hiện tại phần lớn là nhờ có Phó Thanh cam kết. Nhưng bây giờ anh ba trở lại còn nói cho hắn vài chuyện trước đây, hứa Tiểu Hùng liền không biết nên tin ai. Hứa Tiểu Hùng đi rồi, Phó Thanh mở túi hồ sơ ra, bên trong ghi chép chuyện giữa Phùng Gia cùng Tạ Nhan. 10 năm trước, Phùng Gia đã từng tu dưỡng Tạ Nhan, nhưng thời gian vô cùng ngắn ngủi chỉ rằng có hai tháng, kết thúc bằng việc phùng gia trả tạ nhan lại. Chuyện này không có người nào biết, lúc nhận lúc trả đều là lặng lẽ làm, thời gian qua đi nhiều năm, nhiều tư liệu đều lạc mất. Bởi vì dính tới chuyện thu dưỡng đứa nhỏ, trong tài liệu còn tỉ mỉ ghi lại tình huống phùng ra. Cha của Phùng Hoàng là Phùng Trừ là tay trắng dựng nghiệp, cưới thanh mai trúc mã, sinh ra Phùng Hoàng. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, mẹ Phùng Hoàng vì một cơn bệnh nặng qua đời. Phùng Trừ liền cưới con gái một của Dung Gia, Dung Nguyên Nguyên. Trước đó Phùng Trừ bất qua mới nổi lên ở Tề An, sau có Dung Gia chống đỡ liền một đường thẳng tới mây xanh. Kết hôn được mấy năm, Dung Nguyên Nguyên mới mang thai sinh ra một đứa bé, bất qua đứa bé này mệnh không tốt, từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, giấu ở nhà, lúc vừa mới học đi liền vì người hầu trong nhà nhất thời không quan sát mà đi lạc mất. Ước chừng là vì an ủi Dung Nguyên Nguyên, Phùng gia thu dưỡng một bé gái tuổi tác không tranh lệch nhiều, Phùng Như, sau đó thành lập tìm quỹ tìm con. Nhưng mà chỗ kỳ quái là, qua 7, 8 năm sau, không hiểu tại sao lại thu dưỡng tạ nhan, mà chỉ nuôi mấy tháng. Hiện tại Phùng Trừ bị bệnh liệt xương, dùng nguyên nguyên đã lâu không ra ngoài, ít nhất ở bề ngoài Phùng Hoàng biến thành chủ nhân, còn có một Phùng Như ở bên ngoài học đại học. Trong chuyện này khẳng định còn có nội tình, mà trước mắt còn chưa tra ra được. Phó Thanh thao mày, ngón tay dừng lại dưới tên của Phùng Hoàng cùng Phùng như chốc lát. Anh không muốn để tạ nhan lại liên quan đến Phùng gia, cũng không muốn nhắc tới chuyện này trước mặt tạ nhan. Bất kể là lý do gì, khi đó tạ nhan chỉ là đứa nhờ 10 tuổi, lòng tràn đầy vui vẻ được gia đình mới thu nhận, chưa được bao lâu lại trả về viện mồ côi, dùng lý do không thể quản giáo, vô lý như vậy. Phó Thanh không dám nghĩ khi đó tạ nhan sẽ thấy khó chịu thế nào, bạn nhỏ của anh thoạt nhìn tính khí vừa lạnh vừa cứng, trong lòng lại mềm mại hơn bất cứ ai. Bỗng nhiên liền muốn đi gặp cậu, hai vụ án đầu chiếm thời gian khá ít, tạm biệt, Hoa Hồng rất nhanh đã quay đến án giết người thứ ba. Lần này địa điểm xảy ra vụ án quay về nội thành. Người bị hại là một phú hào rất nổi danh ở địa phương. Theo người làm trong nhà kể lại, ban đêm hôm ấy, sau khi ông chủ bọn họ về nhà không lâu thì bỗng nhiên cúp điện, mạch điện dự bị cũng không thể khởi động. Chờ qua một tiếng, rốt cuộc mới tìm được vấn đề trong hệ thống điện. Người vợ về nhà muộn dắt theo con gái đẩy cửa phòng ra. đúng lúc thấy thi thể trên mặt đất, máu tươi thấm ướt toàn bộ thảm trải sàn. Cảnh sát rất nhanh đến hiện trường vụ án, kéo lên đường cảnh giới. Có lẽ vì vấn đề thời gian, lần này khuôn mặt vẫn được giữ rất hoàn chỉnh, thế nhưng thân thể vẫn bị hành hạ đến chết bằng cách chém mấy chục dao như trước. Mức độ thương tổn thế này cho dù miệng nạn nhân bị chặn cũng sẽ phát ra động tĩnh rất lớn nhưng là bởi vì gian phòng này có hiệu quả cách âm quá tốt, nên không có một người nào nghe thấy động tĩnh dị thường. Trên gương vẫn như trước có một dòng chữ viết bằng máu, đoán xem tao là ai. Bất quá lần này không chỉ là câu nói kia, phía sau còn thêm hai chữ siêu siêu vẹo vẹo, con điếm. Cùng với đó, hung thủ phá hủy bộ phận sinh dục của hắn, cơ hồ là đập thành một đám bùn nhão tất cả cảnh sát ở đây đều cảm giác được dùng cả mình xem xét hiện trường được một lúc cố tuyết văn mới khoan thai đến chậm y nói xin lỗi với trần vân sinh đội trưởng thật xin lỗi tôi sau khi trở về quá mệt mỏi lúc tắm không cẩn thận ngủ mất tỉnh lại mới nhìn đến điện thoại đám người bọn họ ở nơi xảy ra vụ án thứ hai đợi hơn nửa tháng thu góp đầu mối điều tra các mối quan hệ của người bị hại cũng không tra được lý do tổ chuyên án không thể làm gì khác hơn là chật vật trở lại nhưng bọn họ quay về được một ngày hung thủ liền lập tức gây ra vụ án thứ ba sao mấy thím có nghĩ điều mà tôi đang nghĩ hong o mặt nháy mắt trần vân sinh hứ một tiếng cậu mệt cái gì chỉ làm chút việc lặt vặt đến cả đường cũng không đi anh nhìn thấy cố tuyết văn thay áo sơ mi mới tóc tai vẫn là ướt nhẹp trên người dính mùi vị sữa tắm rất ngọt trần vân sinh ngăn cản cố tuyết văn tại cửa không cho y vào xem tình trạng hiện tại như thế nào sở y lại ói ra, phí công tắm gội. Cố tuyết văn ngơ ngác, không hiểu tại sao, ánh mắt Trần Vân sinh thoáng nhìn qua, rơi vào trên người cố tuyết văn. Ngày hôm y vội ra cửa, tay áo không chỉnh tề giống bình thường, mà là không cẩn thận vén lên một vòng, lộ ra một đoạn nhỏ cánh tay trắng như tuyết, phía trên có một vết thương cũ, rất tròn, Trần Vân sinh liếc mắt một cái liền nhận ra, là vết tàn thuốc nóng. Cố tuyết văn tựa hồ chú ý tới ánh mắt của hắn, vội vàng thả ống tay áo xuống, gập gành chắc chờ mà nói dối, vết thương này, chính là ta khi còn bé không cẩn thận bị bỏng. Trần Vân Sinh bị y chọc cười, nắm lấy cổ tay trắng ngần của cố tuyết văn, cậu gạt tôi làm gì? Vết thương như vậy, hoặc là chính cậu có bệnh tự hại, hoặc là người khác kéo cậu tay cưỡng bách nhấn tàn thuốc lên. Còn có thể gọi là không cẩn thận sao? Cố tuyết văn trầm mặc chốc lát, y nhẹ nhàng vén tay áo lên, lộ ra toàn bộ cánh tay nhỏ, không chỉ có vết sẹo kia, giải rác còn có mấy cái đều là bị tàn thuốc nóng ấn vào. Y nói, đội trưởng, tôi không phải cố ý muốn nói dối, chính là nói ra rất mất mặt. Mấy vết thương này là bởi vì ta khi còn bé thành tích không qua tốt, nên người trong nhà làm vậy. Trần Vân sinh khoát tay, đem tàn thuốc ấn tắt ở trên tường. Hắn cúi đầu, kéo ống tay áo Cố Tuyết Văn xuống, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Cố Tuyết Văn nở nụ cười với hắn, mặt mày đều cong cong. Giáng dấp rất khả ái, không sao, em biết đội trưởng quan tâm em. Từ đó về sau, Trần Vân Sinh không có hút thuốc ở trước mặt cố tuyết văn. Sau khi vụ án này phát sinh, trong cục đã không ém được tin tức, bị ép phải công bố án giết người liên hoàn này với đại chúng, cục yêu cầu Trần Vân Sinh nhất định phá án trước khi người bị hại tiếp theo xuất hiện, bằng không đừng nghĩ muốn làm đội trưởng nữa. Trần Vân Sinh cùng mọi người trong tổ trọng án thảo luận, Hắn cho rằng hung thủ này so với trước kia đã bại lộ càng nhiều tin tức hơn. Đầu tiên, hung thủ tuy rằng rất điên cuồng, nhưng hắn là có mục đích, chứ không phải không mục đích mà giết người. Thứ hai, vụ án trước hắn giết chết một nhà ba người, thế nhưng lần này người bị hại có vợ có con, hắn lại chỉ giết chết một người. Trước mắt vấn đề chủ yếu nhất là không tìm được động cơ giết người. Loại án giết người liên hoàn này, chủ yếu nhất chính là phải tìm ra nguyên nhân căn bản tìm ra manh mối liên quan tới mỗi người bị hại, mới có thể đoán trước bước kế tiếp mà hung thủ hành động. Mà lực lượng cảnh sát đã điều tra tư liệu của người bị hại, cơ hồ không tìm được liên hệ giữa bọn họ, người bị hại giống như là không có điểm chung. Trần Vân Sinh nhìn bản ghi chép nhiều lần, bỗng nhiên dùng sức gõ mặt bàn một cái, nghĩ thông suốt trong vụ án thứ hai, tại sao hung thủ không để cho cô gái kia viết câu nói kia. Hắn tỉnh táo nói, bởi vì cô gái kia chưa từng thấy hắn căn bản đoán không được hắn là ai. Nhưng hung thủ vẫn giết cô ta, nói rõ cô nhất định xuất hiện lúc sự việc phát sinh. Đi thăm dò xem những lúc không có ghi chép thì cô gái kia đã xảy ra những chuyện gì, hoặc là nói chủ yếu nhất cần phải điều tra chính là lúc cô đi với mẹ, đến tột cùng làm cái gì. Trần Vân Sinh cơ hồ có thể khẳng định đây là báo thù. Mà không có chứng cứ, hắn sẽ không đem cái kết luận này dễ dàng nói ra khỏi miệng. Cố Tuyết Văn trừng mắt nhìn đội trưởng thật là lợi hại. Y hơi rũ mắt xuống, lại mặc niệm một câu, đội trưởng thật là lợi hại. Ngô Vân đứng ở sau camera, hô một câu, cắt, ánh sáng trong trường quay tắt đi. Tạ nhan còn vẫn duy trì động tác lúc đầu một hồi lâu, mới đi tới bên tường, tựa lưng lên. Giang đồng cũng không dám đi quấy giày cậu, tạ nhan ngẩng đầu, từ trong áo khoác cạnh lấy ra điếu thuốc, cô tuyết văn thì không hút thuốc lá, cho nên cậu muốn hút. Cậu châm lửa, cứ như vậy nhìn chăm chú ảnh lửa bùng lên, cũng không có đốt thuốc, sắc mặt tối tăm, thuốc cũng không cháy. Thời điểm quay bộ phim này, tạ nhan cũng không phải là không muốn thoát khỏi nhân vật cố tuyết văn, mà là có lúc xác thực không có cách nào. Quá tệ, tạ nhan cầm điện thoại di động lên, màn hình không sáng lên, cậu quay lâu như vậy, phó ca cũng không nhắn tin cho cậu. Cậu hôm nay quay cả ngày, buổi tối ngoại trừ cảnh này, tiếp theo còn có một cảnh đêm tạ nhan mở ra wechat ngón tay ngừng trên màn ảnh chốc lát vẫn là đổi thành âm thanh cậu thả tiếng nói mềm nhũn âm thanh rất nhẹ ngày hôm nay hơi mệt một chút ngày mai phó ca phải nói chuyện với em đó cậu biết rõ trạng thái của mình gần đây rất không đúng liền muốn nghe âm thanh của phó thanh nhiều một chút nói chuyện yêu đương nhớ tới người mình thích nghỉ ngơi nửa giờ đại đa số diễn viên đều rời đi ngô vân lại đây vỗ vỗ vai tạ nhan nói tiếp tục quay tạ nhan để điện thoại di động xuống mím mím môi cậu quay xong cảnh cuối cùng cho dù đã thay đổi quần áo cả người cũng đều mùi máu nhân tạo tạ nhan cực kỳ mệt mỏi lại không thể hoàn toàn thoát khỏi kịch bản vừa nãy tay cậu còn đang khẽ run một mình ngồi ở trên ghế mở mắt quay về phía ánh đèn lờ mờ qua một hồi lâu tạ nhan mới miễn cưỡng mở điện thoại di động ba phút trước phó thanh gửi tin nhắn âm thanh anh nói ngày mai tới rồi anh tới rồi. Hiện tại là hừng đông một giờ rưỡi. Tạ nhan đột nhiên ngẩng đầu, tóc đen cũng thuận theo dương lên, phó thanh đang đứng ở cách đó không xa. Vóc người anh cao to, cái bóng kéo rất dài, anh Tuấn cực kỳ. Là bạn trai của cậu, Giang Đồng nhìn thấy tạ nhan bỗng nhiên đứng lên, còn chưa kịp hỏi làm sao vậy, cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Phó Thanh nhìn tạ nhan đi tới trước mặt mình, nâng cầm của cậu lên, đầu ngón tay chạm vào da rẻ nhẵn nhụi mềm mại bạn nhỏ vốn là rất gầy vì hợp với hình tượng cố tuyết văn trong quá trình quay luôn chú ý chế độ ăn hiện tại cơ hồ gầy thành một bộ xương nơi cổ chỉ có một tầng da thịt mỏng manh gần như trong suốt có thể thấy rõ gân mạch màu xanh bên trong quá gầy lại không có cách nào anh biết rõ tạ nhan quay bộ phim này quá mức vất vả hao hết tinh thần tâm lý tối tăm cả người đều không thích hợp lại không thể nói một câu ngăn cản đó là giấc mộng của tạ nhan là điều cậu theo đuổi Phó Thanh rất không nỡ, cũng chỉ có thể ở bên cậu nhiều hơn. Anh hỏi, muốn hôn môi không? Tạ nhan ngẹo đầu, ôm cổ Phó Thanh, đem hơn nửa trọng lượng đều treo ở trên người anh, rất nghiêm túc mà trả lời, muốn. Hôn môi có thể xác định yêu, cũng có thể xác định lẫn nhau. Giang đồng ở cách đó không xa nhìn hai người bọn họ, chủ yếu là để canh chừng, mặc dù bây giờ giả hắc phong cao, nhưng mà vẫn sợ bọn họ bị chụp trộm. Phó Thanh khóe mắt liếc hắn một cái, sau khi thu hồi ánh mắt thì cởi áo khoác, choàng lên đỉnh đầu tạ nhan, che hơn nửa bên mặt, ngoại trừ từ góc độ của Phó Thanh, ai cũng không nhìn thấy tạ nhan. Giang đồng bị ánh mắt của Phó Thanh đâm một nhát, sừng sốt một hồi lâu, sau khi phản ứng lại thì thực lạnh lùng. Là một thằng nam, hắn cũng không phải rất muốn nhìn hai tên gay dinh dính nhơm nhớp, vừa ôm vừa hôn, cho dù có đẹp trai hơn nữa cũng không thèm. Hôm nay là trăng tròn, xung quanh không có đèn đường trên đường vẫn sáng rõ tạ nhan bị bọc trong áo khoác phó thanh bên trong tràn đầy khí thức của phó thanh đem cậu cùng bên ngoài ngăn cách ra tim cậu đập rất nhanh nhưng thân thể lại không có nóng lên phó thanh cúi đầu nửa khuôn mặt tiến vào bên trong áo khoác hôn lên đôi môi tạ nhan bọn họ hôn môi ở bên trong không gian thu hẹp chỉ có lẫn nhau đôi môi tạ nhan lạnh cũng rất mềm mại phó thanh hôn cậu nhiều lần vừa ôn nhu vừa kịch liệt, mãi đến tận khi cậu nóng lên. Bọn họ ôm ấp càng ngày càng gần, hai cái bóng quấn quýt cùng nhau, dần dần dung thành một thể. Tạ nhàn có thể cảm giác được khí thức của phó thanh, còn có một chút mùi thuốc lá. Cậu cũng không nhìn thấy những người khác chuyện khác, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không có, trong mắt chỉ tràn đầy phó thanh. Rốt cục, cậu thấy an tâm, chương 64, người ở trường quay càng ngày càng ít, đèn tắt gần hết, xung quanh lập tức tối sầm xuống, cuối cùng chỉ còn giải rác mấy người. Nhưng tạ nhan cùng phó thanh vẫn ở chỗ cũ, không có ý định rời đi. Giang đồng liền gấp gáp, yêu đương thì thôi đi, sao hai người không về khách sạn mà tiếp tục. Trước mặt mọi người rất là nguy hiểm, Ngô Vân vốn muốn tìm tạ nhan nói chút chuyện, nhìn một vòng phim trường, không tìm được tạ nhan, chỉ thấy được Giang đồng ở một góc, theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Là hai cái bóng quấn quyết lấy nhau Vì vậy Ngô Vân cùng Giang Đồng đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi Tạ Nhan cùng bạn trai của cậu tách ra. Bọn họ hôn môi rất lâu, sau khi kết thúc, Tạ Nhan lấy áo khoác ở trên đầu ra, vừa quay đầu liền thấy hai ánh mắt. Sau khi ý thức được bị người ta nhìn từ đầu tới đuôi, lập tức từ cổ đến tai Tạ Nhan đều hồng. Nhưng dù như vậy cậu cũng sẽ không lộ ra cảm xúc thật, giả vờ ngụy trang, khẽ cúi đầu, vẫn lạnh nhạt như không có gì. Phó Thanh thấy rất rõ ràng không nhịn cười được, anh tóm lấy tay Tạ Nhan, không biết bạn nhỏ sao có thể đáng yêu thành như vậy. Anh dắt Tạ Nhan đi tới trước mặt Ngô Vân, nói: "Xin chào, tôi là Phó Thanh, bạn trai tiểu Tạ." Ngô Vân cũng là người đã qua sóng to gió lớn, không kinh ngạc lắm, sắc mặt bình thường, cười ha hả: "Xin chào, xin chào, lần trước Rebecca nói với tôi Tạ Nhan có bạn trai tôi còn không tin." Rebecca đi tới bên cạnh hắn, không nói gì. Tạ Nhan vốn ít nói, loại tình cảnh này cậu càng sẽ không chủ động tiếp lời vẫn là ngô vân nhớ lại chuyện muốn nói há đúng rồi vốn là định cho tạ nhan nghỉ hai ngày đừng nói là giang đồng đến tạ nhan cũng ngẩng đầu lên không quá tin tưởng thật sự là bởi vì ngô vân ở phim trường biểu hiện như là bảo quân quay lâu như vậy ngoại trừ tạ nhan cũng không ai không bị ngô vân mắng từ quay phim ánh sáng đến diễn viên đến lý khiêm cũng không thể tránh được không mắng tạ nhan không phải nói cậu không có thiếu sót, mà là vì cậu hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật. Ngô Vân sợ đánh vỡ trạng thái của cậu, mỗi lần cho dù tạ nhan diễn không thể khiến hắn thỏa mãn, cũng chỉ có thể chỉ điểm thêm. Ngô Vân tiếp tục giải thích, mặc dù cậu diễn theo kiểu thể nghiệm nhân vật, nhập tâm vào nhân vật càng sâu, diễn càng tốt. Mà cũng không cần thiết phải vì bộ phim này liên lụy về sau, nhân vật cố tuyết văn này, nếu cậu cứ như vậy diễn từ đầu tới đuôi, tôi sợ cậu không thoát ra được hắn dừng một chút, kịch bản của hôm nay có một điểm dừng, ngày mai không sắp xếp phần diễn. Cậu ra ngoài đi dạo, hẹn hò, cảm thụ cuộc sống, sau đó thì nhập vai lần nữa. Tạ nhan gật gật đầu, phó thanh nhan chặt mày, nắm tạ nhan tay càng dùng sức. Tiến bọn họ đi rồi, Ngô Vân dường như rất oan ức oán giận với Rebecca, em nói một câu công bằng, anh cũng không phải ma quỷ mà. Rebecca nghe chồng mình nói, không nhịn được cười hôn lên trán của hắn. Lúc trở về, Giang Đồng nghe theo hứa ảnh chi chỉ thị, lấy cái chết ra ép, không cho tạ nhan cùng Phó Thanh đi chung với nhau. Cái này không uy hiếp được tạ nhan, mà Phó Thanh lại nhượng bộ trước, buông ra tay tạ nhan, dỗ cậu hai câu, kêu cậu đi ở phía trước. Anh nói, nhìn bóng lưng tiểu tả, đi một mình ở phía sau cũng sẽ không tẻ nhạt. Giang Đồng ở bên cạnh tạ nhan cũng mấy tháng, mỗi ngày ở chung, cũng biết rõ tính tình tạ nhan, nhưng vẫn là khó có thể tin yêu đương thật sự khiến tính cách người ta đại biến hoàn toàn thay đổi hai người bọn họ không nắm tay giống như là người dưng tuy rằng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra nhưng tạ nhan có lúc sẽ dừng bước quay đầu lại nhìn phó thanh một cái lại tiếp tục đi về phía trước dường như rất không nỡ giang đồng chưa từng thấy tạ nhan như vậy tạ nhan vóc dáng đẹp đẽ mà lúc thường lại cường mạnh lại lạnh nhạt giống như là đau quá mức sắc bén cho dù đẹp đến đâu cũng vì nguy hiểm mà khiến người ta cảm thấy xa cách sợ sệt. Nhưng bây giờ không giống, cậu vẫn sắc bén như trước, lại cam tâm tình nguyện đem lưỡi đao của chính mình cất vào trong vỏ, chỉ còn lại đẹp đẽ kinh người. Quên nguy hiểm là chuyện rất nhanh, đặc biệt tạ nhan đã từng là người ở trên cao không thể với tới, so sánh như vậy lại càng dữ dội. Giang đồng nhìn tạ nhan mềm mại như vậy, hắn cảm thấy hành động của mình độc ác đến cực điểm, như là vương mẫu nương nương cầm gậy đánh uyên ương loại này cảm giác tội lỗi này trực tiếp làm cho hắn bỏ đi ý nghĩ đâm thọc với hứa ảnh chi, không ngăn cản bọn họ ngày mai hẹn hò. Bọn họ một trước một sau vào khách sạn, đã là 2 giờ rưỡi. Vì tiết kiệm thời gian, cả hai cùng vào phòng tắm, phó thanh mở đầy nước trong bồn tắm, ôm tả nhan đi vào. Bọn họ tiến vào bồn tắm, ôm nhau, tiếp xúc rất gần, nhưng còn có loại tiếp xúc so với hiện tại thân mật hơn. Khắp toàn thân tạ nhan đều ướt đẫm, Tóc đen kề sát ở trên gương mặt, khoe mắt của cậu một tầng lại một tầng hồng lên, như là màu hoa đào, cực kỳ mập mờ. Nhưng ánh mắt lại ướt nhẹp, giống là hươu con, rất ngây thơ. Phó Thanh vẫn ôm tạ nhan, nhưng có chút luống cuống, không biết nên làm sao đối xử bộ dáng này của tiểu tạ. Tạ nhan cười cười, duỗi cổ, hôn lên đôi môi Phó Thanh. Âm thanh của cậu rất nhẹ, mỗi âm tiết đều rất mềm, quấn quýt lấy nhau, giống như là đột ngột sốt cao, nói mê, những câu nói này mỗi một từ chỉ nói cho Phó Thanh nghe. Hầu kết Phó Thanh di động trên dưới đến mấy lần, lại không trả lời Tạ Nhan, mà tiếp tục giúp cậu tắm xong, lại đem cậu vớt lên, lấy khăn lau khô, liền ôm trở về trên giường. Hiện tại thời cơ không đúng, Tạ Nhan quay cả một ngày, vừa mệt vừa khổ, ngày mai còn phải ra ngoài giúp cậu điều tiết tâm tình, thật không thích hợp. Sau khi Tạ Nhan ý thức được mình bị không tiếng động mà từ chối, suy nghĩ một chút, trong lòng nghĩ e rằng buồn tắm tươi đối với thanh niên lớn tuổi, 32 tuổi mới lần thứ nhất yêu đương là quá cởi mở rồi. Phó thanh ca tầm rất nhanh, không bao lâu liền từ trong phòng tắm đi ra, tiện tay tắt đèn trong phòng. Tạ nhan theo bản năng mà chui vào trong ngực của anh, cuộn thành một đoàn, liếm hầu kết phó thanh, rồi từng chút từng chút rời xuống. Phó thanh không tránh thoát, hôn chán tạ nhan một chút, nụ hôn này tựa hồ chẳng hề bao hàm bất kỳ dục vọng. Anh thở dài, hiện tại quá muộn, ngày mai còn ra ngoài chơi, ngoan một chút, đi ngủ sớm một chút có được hay không? Ngữ khi giống như là đang dỗ dành bạn nhỏ không nghe lời. Tạ nhan từ nhỏ đến lớn, xưa nay đều không ngoan ngoãn, lớn đến 20 tuổi, lại là bé ngoan chính hiệu trước mặt phó thanh. Bọn họ không có làm tình, tạ nhan cho là nằm ở bên người phó thanh sẽ rất khó ngủ, trên thực tế cậu ngủ rất nhanh. Tuy rằng nên ra ngoài, nhưng mà hôm sau tạ nhan vẫn là ngủ thẳng tới khi tự nhiên tỉnh cậu gần đây lịch trình quá gấp quá độ mệt mỏi thật vất và có thể nghỉ ngơi một hồi lại có phó thanh làm bạn lập tức liền thả lỏng ra phó thanh không biết từ nơi nào mượn nhà bếp làm xong điểm tâm tạ nhan rất am hiểu cách giải quyết phiền phức nhưng phó thanh cũng rất biết giải quyết vấn đề vô luận ở nơi nào chỉ cần không phải ở bên ngoài anh đều là tự tay làm cơm cho tạ nhan tạ nhan sau khi thức dậy uống chén cháo ăn sáng ăn rất no bởi vì thời gian đã gần trưa không đi được chỗ quá xa một tiếng sau bọn họ chạy tới phố thương mại gần nhất giang đồng đợi trong khách sạn cẩn thận từng ly từng tí một tâm thần khiếp đảm khẩn cầu ông trời tuyệt đối đừng bại lộ ngày hôm nay đúng lúc là thứ sáu phố thương mại rất náo nhiệt người chung quanh đi lại như mắc cười không ai chú ý tới tạ nhan cùng phó thanh Tạ nhan cơ hồ chưa từng tới nơi như thế này, cũng không biết có cái gì tốt mà đi dạo, vì vậy mua hai tấm vé, đến tầng cao nhất xem một bộ điện ảnh, lúc đi ra bên ngoài có một người mặc đồ gấu con đang bán bong bóng. Tạ nhan bình thường rất ít chia sẻ, đối với phó thanh ngược lại là có chuyện để nói, cậu thấy người dối cùng tình kia đang chào hàng cố bán bong bóng, thờ ơ nói em cũng từng làm cái này kiếm sống. Phó thanh nhìn tạ nhan, cậu nói tiếp, trước đây mới ra khỏi viện mồ côi không tìm được công việc ổn định liền làm việc vặt, so với phát tờ rơi kiếm tiền nhiều hơn. Mà phát tờ rơi thì thoải mái hơn cái này, bề ngoài tạ nhan như vậy, phát tờ rơi vô cùng dễ dàng, thậm chí có vài cô gái lớn gan cố ý tìm cậu xin tờ rơi để nói chuyện với cậu thêm vài câu, vì vậy phát tờ rơi là nhanh nhất. Phó Thanh ngơ ngác, đi tới con rối mua một cái bong bóng con gấu, quay người, nói với tạ nhan, thật đáng tiếc, không gặp được tiểu tả lúc đó. Anh có lúc cũng muốn, tại sao không gặp được Tạ nhan 10 tuổi chứ? Nếu như khi đó gặp, anh là có thể dẫn bạn nhỏ về nhà, cưng chiều nuôi lớn, không cần phải trải qua những gian nan khốn khổ này. Đáng tiếc không có nếu như, tạ nhan đem bong bóng quấn ở trên cổ tay của chính mình, nghiêm túc cột lại. Vóc dáng cậu quá cao, cho dù khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che đến chặt chẽ, nhưng là từ mơ hồ cũng có thể nhìn ra được dung mạo cậu rất dễ nhìn xung quanh đều là bạn nhỏ cầm bong bóng chỉ có mình cậu là bạn lớn trông có vẻ hơi buồn cười còn mơ hồ lộ ra mấy phần đáng yêu ít nhất là phó thanh cảm thấy như vậy bọn họ đi xuống lầu đến bên ngoài quảng trường phó thanh bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại anh không nhận trực tiếp cúp đối phương lại gọi tới còn nhắn tin tới nói là sự tình rất khẩn cấp nếu như là chuyện khác phó thanh căn bản sẽ không tránh tạ nhan nhưng này lần không giống nhau là chuyện phùng ra anh không muốn để cho tạ nhan biết đến phó thanh liếc nhìn xung quanh kéo tay tạ nhan nhẹ giọng nói anh đi toilet tạ nhan cơ hồ không có suy nghĩ vậy em cũng đi phó thanh áp sát vào bên má tạ nhan chỉ vào một chỗ cách đó không xa có nhiều người xếp hàng cười nói nghe nói kia là tiệm kem tình nhân rất nổi danh thoạt nhìn có nhiều người quá bằng không tiểu tả trước tiên đi xếp hàng mua kem có được hay không. Xung quanh người đến người đi, không ai chú ý tới động tĩnh bên này, tạ nhan liếc mắt nhìn cửa hàng kem, trong hàng đều là từng đôi từng đôi tình nhân, cậu gật đầu một cái. Phó Thanh vòng tới một một chỗ yên tĩnh, nhận cú điện thoại kia. Người kia âm thanh rất gấp gáp, hắn nói, Phó ca, bên ngoài đều nói dung nguyên nguyên là bởi vì thương tâm quá độ, ở nhà ăn chay niệm Phật vi hài từ cầu phúc, cho nên không xuất môn, Kỳ thực không phải, Dung Nguyên Nguyên đã sớm phát điên khi lạc mất con rồi. Trước đây còn có thể ra ngoài, giả trang, hiện tại điên đến lợi hại, đến người cũng không thể gặp, ở tại bệnh viện tư nhân mà phùng ra bỏ vốn. Phó Thanh, ừ, một tiếng, để cho hắn tiếp tục tiếp tục nói. Âm thanh người kia dừng lại, hắn nhận chuyện này, tự nhiên là rất rõ ràng quan hệ giữa Phó Thanh cùng Tạ Nhan. Hắn lại ở cùng Phó Thanh nhiều năm như vậy, Rõ ràng Phó Thanh là loại tính cách gì, có tin tức cũng không dám nói ra. Hắn hít thở một hồi lâu, mới nói tiếp, trong bệnh viện tư nhân còn có kết quả 10 năm trước làm qua giám định, Tạ Nhan là con út Phùng gia, Phùng gia là biết Tạ Nhan là thân sinh sau mới đón về. Nhưng là dùng danh nghĩa nhận nuôi, cũng không lâu sau liền trả về. Mẹ nó, người ở đầu bên kia điện thoại run run một cái, không dám nói tiếp nữa. Phó Thanh phẫn nộ, anh cũng từng suy đoán chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là không ngờ tới phùng ra là một đám buồn nôn như thế. Vô luận bên trong có nguyên nhân gì, khi đó tạ nhan mới 10 tuổi. Sau đó đều là tin tức không có gì quan trọng, người kia còn trôi chảy đề ra một câu, lần này điều tra tư liệu của bệnh viện tư nhân quá mạo hiểm, e rằng phùng ra sẽ rất nhanh tra được. Phó Thanh chỉ nói câu không quan trọng liền cúp điện thoại. Anh cao mày, vết tích trên thái dương liền đặc biệt rõ ràng, ánh mắt âm u. Anh không nhịn được đốt điếu thuốc, không biết suy nghĩ cái gì, bất qua cái đó đều không trọng yếu. Hiện tại chuyện duy nhất Phó Thanh hy vọng chính là, năm đó tạ nhan còn nhỏ, không biết cậu là con út của Phùng Gia, đồng thời cả đời này cũng sẽ không biết. chương 65, đội ngũ xếp hàng trước cửa hàng kem thật dài, phần lớn là tình nhân, cũng có đôi bạn gái. Một tên con trai như tạ nhan cũng rất ít thấy cậu mang khẩu trang màu đen, che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi lông mày thanh tú, da rẻ rất trắng, đôi mắt nhuộm chút hồng, màu sắc rất đẹp. Cho dù tạ nhan hơi cúi đầu, rũ mắt, đứng trong góc, tận lực tránh né ánh mắt của mọi người, mà xung quanh vẫn có người chú ý tới cậu. Bất quá cậu tự mang khí thế người sống chớ gần, những ánh mắt đánh giá kia cũng không dám quá phận. Tạ nhan đợi rất lâu, mới rốt cục tới cậu, cậu gọi một kem ly tình nhân nhân viên cửa hàng tay chân lanh lẹ, tốc độ rất nhanh, lúc Tạ Nhan tiếp nhận ly kem nhíu mày lại, liếc mắt nhìn xung quanh, Phó Thanh vẫn chưa về. Cậu xuyên qua tầng tầng đoàn người, dự định đến một bên chờ Phó Thanh, phía sau có hai nữ sinh thấy cậu sắp rời đi, cũng không xếp hàng nữa, đi theo Tạ Nhan ra ngoài, không nhịn được đuổi theo hỏi một câu, "Là Nhan Nhan sao?" Kỳ thực các cô đã rất xác định, thân hình cùng mặt mày đều tương tự, tay trái có một nốt ruồi nhỏ hơn nữa tạ nhan gần đây cũng quay phim ở Hồng Thành, lịch trình cũng tương ứng. Tạ nhan ngẩn ra, cậu không quay người, lắc lắc đầu. Nếu như là một mình cậu, bình thường có bị người nhận ra, chụp ảnh cũng được, ký tên cũng được, đều không có vấn đề gì, nhưng mà chủ yếu là cậu đang cùng phó thanh hẹn hò, nên không muốn bị bất luận người nào quấy dày. Bước chân của cậu tăng nhanh, muốn cắt đôi hai người sau lưng. Nhưng các cô đã xác định thân phận idol, làm sao sẽ dễ dàng buông tha, chạy chậm theo phía sau tạ nhan, kêu tên của cậu. Tuy âm thanh ép tới rất thấp, nhưng xung quanh vẫn có người nghe thấy. Hơn nữa tạ nhan trước mắt nhân khí rất cao, đặc biệt đối với mấy cô gái trẻ, bọn họ vừa chạy vừa đi, dọc theo đường đi càng có nhiều người đuổi tới. Tạ nhan chạy nhanh hơn mấy cô gái đó, nhưng đáng tiếc người chung quanh quá nhiều, không có khoảng cách, trốn không thoát tầm mắt các cô. Một đường minh mông cuồn cuộn mà truy đuổi tựa hồ thành một kỳ cảnh trên đường đường lớn không được tạ nhan không thể làm gì khác hơn chạy vào hẻm nhỏ may là phố thương mại này tuy rằng rất phồn hoa nhưng vẫn là thuộc về khu trung tâm thành phố cũ xung quanh không hoàn toàn là nhà cao tầng còn có không ít nhà cũ hẻm nhỏ từ thế kỷ trước rất nhiều con đường rắc rối phức tạp tạ nhan chạy vào hẻm trước các cô một bước ở ngã rẽ thứ nhất bị người kéo vào một bên cậu thậm chí không có quay lại xem có thể nhận ra người kia là Phó Thanh. Anh cúi đầu, mặt mày thả lỏng, bên trong trong mắt màu hồ phách tựa hồ có thật nhiều cảm xúc khó giải thích được. Tạ Nhan xem không hiểu, lại nghe Phó Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, tâm tình không tốt tựa hồ cũng tan hết. Anh rất nghiêm túc nói, tuy rằng không đúng lắm với các fan khác, thế nhưng tiểu Tạ ngủ anh rồi, chính là của riêng anh. Ít nhất tiểu Tạ ở ngoài ống kính là không thể cùng người khác chia sẻ. Tạ Nhan ngước đầu, kinh ngạc mà nhìn anh. Phó Thanh nói dừng một chút, rất nhanh liền nói tiếp, nhan nhan, chúng ta chạy trốn đi. Tạ nhan gật gật đầu, cậu biết rõ Phó Thanh đối với mình có rất nhiều loại xương hô, lúc thường sẽ gọi tổ tiểu tả, lúc số cậu gọi là bạn nhỏ hoặc là bé ngoan, nhưng lúc xem cậu là thần tượng sẽ gọi theo các fan trên mạng thích gọi cậu là nhan nhan. Quan hệ giữa fan và idol vừa thân mật vừa xa xôi, làm bạn với nhau cùng sinh tồn, rồi lại vĩnh viễn xa không thể với tới, như là bọt biển mộng ảo, càng mỹ lệ càng dễ dàng biến mất nhưng phó thanh là duy nhất đặc biệt nhất anh có thể dùng tình yêu đem tạ nhan làm của riêng phó thanh nắm tay tạ nhan xung quanh hết thảy đều là xa lạ bọn họ ở trong hẻm nhỏ đi qua đi lại tim tạ nhan đập rất nhanh gió thổi qua má cậu cậu nhấc mắt lên có thể nhìn thấy nửa bên gò má phó thanh trong nháy mắt cậu cảm thấy được chính mình thật giống đang bay không biết xuyên qua bao nhiêu hẻm nhỏ bọn họ rốt cục dừng bước tạ nhan lúc này mới cảm giác được tay đều lạnh lẽo cúi đầu liếc mắt nhìn mới ý thức tới kem ly đã tan hơn phân nửa cậu có chút hào não lại có chút tức giận môi đều nhếch lên trầm mặc chốc lát mới nói kem ly tình nhân chảy hết rồi tạ nhan nghĩ nếu như không phải bởi vì mình bị phen phát hiện bọn họ vốn sẽ vẫn đang tiếp tục nhàn nhã hẹn hò sẽ nắm tay tình cờ ở trong góc ôm ấp mỗi người một chút mà từ từ ăn hết ly kem này Phó Thanh nhìn xoáy trên đỉnh đầu Tạ Nhan, cúi người xuống, liền dùng tư thế này, cắn một miếng kem, một tay lấy xuống khẩu trang của Tạ Nhan, chậm rãi hôn lên đôi môi cậu. Kem rất ngọt, mang theo một chút vị chua, mùi vị đó lan tràn trong miệng Tạ Nhan, cậu chậm rãi trợn tròn cặp mắt. Phó Thanh buông đôi môi cậu ra, dùng ngón tay cái cọ đi vết kem không cẩn thận dính lên mặt Tạ Nhan, trầm thấp cười cười, "Là ngọt, rất ngọt, là vị ngọt giống nhan nhan tiểu ngọt ngào." bất qua lần này phó thanh không thể dỗ được tạ nhan. Cái hôn này kết thúc, vui sướng thật giống như cũng theo đó kết thúc. Tạ nhan cao mày, đá một cục đá ven đường, nỗ lực khắc chế trong một phút chốc, nhưng đáng tiếc cậu vốn cũng không phải là người có thể nhẫn nại tính tình. Ở trước mặt phó thanh, vẫn là không thể nhịn xuống nói, em muốn công khai. Cái ý niệm này có từ khi bọn họ vừa bắt đầu nói chuyện yêu đương. Cậu không nghĩ sẽ giống như bây giờ trốn trốn tránh tránh, gạt tất cả mọi người mà yêu đương giống như là đem phó thanh giấu ở chỗ không thể cho ai biết phó thanh đang lau nước đường trên tay tạ nhan nghe vậy ngừng động tác lại trầm mặc tiếp tục chuyện vừa mới làm anh cũng không phải là không muốn trả lời chỉ là chưa nghĩ ra nên nói như thế nào tạ nhan nó ra lời nói tự đáy lòng sau đó trái lại tỉnh táo một lần nữa suy tư cậu biết nguyên nhân phó thanh không muốn công khai là ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu toàn bộ là vì cậu mà suy nghĩ vì tương lai của cậu phụ trách ngón tay tạ nhan khoát lên lòng bàn tay phó thanh nhẹ nhàng run rẩy âm thanh bỗng nhiên mềm nhũn ra cậu nói phó ca em vừa rồi có phải là rất tùy hứng cậu từ nhỏ đã rất rõ ràng tính khí của mình vừa độc lập vừa kiên cường không để ý cái nhìn cùng ý kiến của người khác nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ thay đổi bởi vì không cần thiết cậu không cần người khác tán đồng cho tới hôm nay Phó Thanh rốt cục lau khô ngón tay tạ nhan, anh thở dài, nếu như nói mới vừa rồi tiểu tạ xác thực đã làm sai một chuyện, đó chính là ở trước mặt anh, em đưa ra bất kỳ yêu cầu gì cũng sẽ không gọi là tùy hứng. Anh ngẩng đầu lên, khi cười với tạ nhan đến vết sẹo trên thái dương cũng trở nên ôn nhu, vô luận tiểu tạ sau này có bao lớn, anh cũng vĩnh viễn lớn hơn em 12 tuổi. Ở chỗ anh, em mãi mãi cũng là bạn nhỏ, hơn nữa chuyện này là anh đem suy nghĩ của mình áp đặt cho em tạ nhan nghe vậy ngẩn ra cậu dùng sức mà lắc lắc đầu không phải như thế phó ca của cậu bất luận chỗ nào cũng rất tốt ai cũng không được nói anh không tốt cho dù là phó thanh tự mình nói cũng không được phó thanh nói tiếp nếu như tiểu tạ muốn công khai cũng không có gì không thể mới bắt đầu anh không muốn đem phần tình cảm này đặt ở dưới mắt công chúng là bởi vì lo lắng cho sự nghiệp của tạ nhan sau này sẽ vì sự phiến diện của thế nhân mà không nhận được kịch bản yêu thích mà nếu như bởi vì như vậy khiến Tạ Nhan không vui, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Đối Phó Thanh mà nói, ngoại trừ Tạ Nhan, chuyện khác đều là có thể khống chế. Phó Thanh thân thủ đem Tạ Nhan kéo vào trong lồng ngực, anh có thể cảm nhận được da rẻ mềm mại, hô hấp ấm áp, đường viền xương vai rõ ràng của Tạ Nhan, mỗi một nơi đều quen thuộc với anh, thật yêu thích, Phó Thanh dán vào bên tai Tạ Nhan nói, kỳ thực cũng không vì nguyên nhân nào khác. Nói thế nào đây? anh mong em không bị ràng buộc, vĩnh viễn là thiếu niên ngông cuồng. Thế sự này vĩnh viễn không như ý muốn, trong quá trình lớn lên một ít bản chất tươi đẹp đều sẽ bị mài mất. Nhưng tiểu tả không cần như vậy, cho dù thế sự ra sao, xưa nay cậu không cúi đầu, ra sức dẫy dụa 20 năm, làm càn mà sống đến nay. Từ trước đã như vậy, sau này cũng nên là như vậy. Phó Thanh không mong tiểu tả bởi vì cùng mình yêu đương, mà khom lưng. Tạ nhan nghiêng mặt, Đôi môi dán vào hai má Phó Thanh, tinh tế dày đặc mà hôn lên, lời nói ra đều là mơ mơ hồ hồ a, à, em nghĩ xong rồi, vẫn là sau này hãy nói. Chờ em lấy được giải ảnh đế đầu tiên, kỹ năng diễn xuất được thừa nhận, chẳng phải chịu sự ảnh hưởng vì mọi người đánh giá nữa, lúc đó công khai là được. Cậu đứng ở góc độ của Phó Thanh suy nghĩ, nếu là bởi vì công khai mà sản sinh ảnh hưởng quá lớn, đối phương chắc chắn sẽ không vui vẻ. Đây lần đầu tiên cậu không vì bản thân Đứng ở góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề, rất mới mẻ, cũng rất dễ dàng nghĩ thông suốt một ít chuyện. Phó Thanh không hề trả lời cậu, tạ nhan tiếp tục hôn lên, cậu nói, em chính là thay đổi ý nghĩ, lại nói, chuyện hẹn hò. Còn lại nửa câu nói cậu vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Chuyện hẹn hò làm sao có thể gọi là cúi đầu khom lưng chứ? Cậu không thể làm gì khác hơn là dùng cách nói khác, không sao, sau này còn rất nhiều thời gian cũng không cần chỉ để ý một phút chốc như thế. Phó Thanh không cố chấp kiên trì ý tưởng ban đầu nữa, trái lại gật đầu đáp một tiếng. Ý nghĩ của tạ nhan không phải không thể thay đổi, chỉ cần không phải là bởi vì ủy khuất chính mình mà làm ra quyết định, thì không có gì khiến cho cậu phải thay đổi. Đúng là như thế, cuộc sống sau này còn dài. Dựa trên bản chất mà nói Phó Thanh là một người tình cảm lâu dài, làm một chuyện sẽ làm từ đầu tới cuối, vì phố của phụ trách như cũng vậy, yêu thích tạ nhan cũng là như thế. Từ nhất kiến trung tình bắt đầu, đến tuổi già đầu bạc kết thúc. Bọn họ ở trong hẻm nhỏ hết nửa ngày, tận tới đêm khuya mới từ một đầu hẻm khác đi ra đón xe trở về khách sạn. Ngày mai còn có nghỉ một ngày kỳ, bọn họ không dự định ra khỏi cửa, liền ở trong phòng làm ổ một ngày. Mà tạ nhan cuối cùng cũng coi như minh bạch một chuyện, phó thanh 32 tuổi so với chính mình 20 tuổi rất cởi mở. Buồn tắm thật sự không tính là cái gì, thể lực phó ca cũng qua tốt rồi đi. Trước khi cậu kiệt sức mà hôn mê ngủ thiếp đi, trong đầu chỉ có này hai cái ý nghĩ mơ mơ hồ hồ. Tác giả có lời muốn nói, anh có thể dùng tình yêu đem tạ nhan làm của riêng, biến thể từ câu, ai có thể dùng yêu thương đem núi phú sĩ làm của riêng. Bài hát dưới núi phú sĩ, chương 66, tin tức tạ nhan lúc đi shopping bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là thất kinh chạy trốn leo lên các đầu để lớn. Trong hình tạ nhan mang khẩu trang, che nửa khuôn mặt, cầm trên tay một ly kem, vóc người cậu rất cao, so với những cô gái phía sau muốn cao hơn một cái đầu, cũng không quay đầu lại mà chật vật chạy trốn. Phen tạ nhan nghe tin lập tức hành động, dồn dập tới rồi. Thỉnh thoảng cũng phải cho nhan nhan một chút thời gian tự do hoạt động chứ. Tuy rằng nếu tôi ở đó có lẽ cũng căn bản không nhịn được. Thất kinh, JPG, nói thật, nhan nhan thật sự rất khi như vậy bình thường hành động đều là lạnh lùng jpg chớ lại gần lão tử chấm jpg ngày hôm nay thật sự cực kỳ đáng yêu không phải không ai chú ý tới nhan nhan cầm trong tay chính là kem tình nhân rất nổi tiếng ở hồng thành à? không thấy những phóng viên kia đều không cố ý chỉ ra điểm này sao bát quái tôi cái gì cũng không biết tuy rằng nhân khí trên mạng của tả nhan vẫn luôn rất cao mà không phải đi con đường lưu lượng hơn nữa tính cách của cậu là thật lạnh nhạt, đến quan hệ cũng đều rất ít, lâu dần, fan cũng đã quen với hình tượng đặc biệt tự lập cho dù thật sự nói chuyện yêu đương cũng không tính là gì, huống hồ bây giờ cũng chỉ là vô căn cứ, không cần phải để ý. Tin tức trên mạng thế tới hung hăng, không xem kem ly tình nhân là thật, nhưng dương tầm xem bát quái, trái lo phải nghĩ, cảm thấy với tính cách tạ nhan, trên đường đóng phim đến trung tâm thương mại thả lòng tâm tình, mua kem ly ăn chuyện như vậy căn bản là không thể phát sinh. Loại trừ những khả năng không thể, khả năng duy nhất còn sót lại chính là sự thật. Dương Tầm nhịn không được, vào WeChat khều tả nhan một cái. Hắn gửi tấm hình kia qua, thập phần mịt mờ hỏi Tả Ca, kem ly hồng thành ăn ngon không? Khi đó chính là trạng vạng, mặt trời lặng được một nửa, rèm cửa sổ khách sạn che đến chặt chẽ, chỉ có ánh sáng nhỏ bé chiếu vào, rất mờ nhạt, rất mơ hồ, rơi vào bắp chân tả nhan đang buông xuống cạnh giường, chiếu dọi thành đường viền mơ hồ. Ngón chân còn lộ ra màu hồng nhạt. Bắp chân của cậu hình dáng rất dễ nhìn, hiện tại một chút khí lực cũng không có, bởi vì trước đây không lâu căng thẳng vô cùng, theo động tác của Phó Thanh chập trùng lên xuống ở trên giường. Tạ Nhan nằm ở trên gối, mới làm xong chuyện thân mật như vậy, ý thức của cậu vẫn không tỉnh táo lắm, buồn ngủ, tóc tai rối bời, lại hơi ngước đầu, ngước mắt nhìn Phó Thanh đang mặc quần áo. Phó Thanh đặt trước vé máy bay buổi tối chẳng mấy chốc sẽ xuất phát về Tề An, cho nên bọn họ liền không kiêng rè gì mà hồ nháo cả ngày. Tạ Nhan nghe thấy vài tiếng chấn động, sau một chốc mới phản ứng được, lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, mở ra xem, là tin nhắn của Dương Tầm. Cậu cao mày, suy nghĩ một chốc, nhấc cánh tay so với dĩ vãng giường như nặng hơn nhiều, trả lời Dương Tầm không biết, chỉ ăn một miếng. Dương Tầm ở tại một đầu khác lo lắng chờ đợi tin tức, nhưng rồi nhìn thấy câu nói này, cảm thấy được vòng vo như thế có lẽ đối với tạ nhan không có tác dụng gì. Rốt cục thẳng thắn thể hiện mục đích ăn dưa, tôi chính là muốn hỏi, tạ anh nghĩ như thế nào mà đi trung tâm thương mại ăn kem. Tạ nhan ngơ ngác, mới nhớ tới chưa cùng nói qua chuyện này với Dương Tầm. Cũng không cần thiết giấu, cậu đánh vài chữ, đi hẹn hò. Dương Tầm kinh ngạc, hắn cũng không phải có cái gì phiến diện, chính là sau khi cùng tạ nhan quen biết, cảm thấy được cậu là khúc ca lãnh khúc vô tình, Thật giống như hoàn toàn không có nhu cầu yêu đương, dường như sẽ tiêu tiêu sái sái cả đời. Nhưng cậu dĩ nhiên còn hẹn hò sớm hơn so với mình. Dương Tầm tối tăm mà suy đoán Tạ Tẩu là cao thủ như thế nào, hay hoặc giả là bánh bèo nào, làm nũng đến Tạ Nhan cũng không chống đỡ được. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp hỏi ra lời, Tạ Nhan liền nói trước một bước, không xem việc này như bí mật gì cả. Cậu cũng đã gặp, Dương Tầm bắt đầu suy nghĩ chị dâu là vị tiểu hoa nào trong vòng mãi đến tận khi hắn nhìn thấy câu nói tiếp theo. Chính là lúc ở trong đoàn phim Bạch Kình, có một lần trời mưa to, anh ấy đến thăm tôi, làm một bàn đồ ăn, cậu cũng ăn. Câu nói này trực tiếp khiến Dương Tầm nhẹ buông tay, điện thoại di động trực tiếp rơi xuống đất, ba một tiếng. Tiểu trợ lý rất đau lòng nhặt điện thoại di động lên, vốn còn muốn nhìn xem có hư hỏng gì, bị Dương Tầm nhanh chóng cướp trở về. Hiện tại trên màn hình chính là đại tin tức kinh thiên động địa A. Dương Tầm nghĩ mình phải bảo vệ thật tốt bí mật của tạ nhan, không thể lại để người khác biết, tiểu trợ lý cũng không được. Hắn không phải không tín nhiệm đối phương, mà là quá bất ngờ, nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Tạ nhan cuối cùng nhắn thêm một tin, có việc, lần sau trò chuyện tiếp. Phó Thanh đã mặc quần áo tử tế, tạ nhan ngồi dậy, chăn lướt xuống, nửa thân trên cậu để trần, rất quen thuộc, mỗi đốt xương đều có hình dáng rõ ràng chỗ ngang lưng cũng có dấu tay màu xanh tím rất rõ ràng. Kỳ thực Phó Thanh không đành lòng dùng bao nhiêu sức, là do làn da của cậu quá trắng, một chút lực đạo nhẹ nhàng cũng sẽ lưu lại vết tích ám muội rõ ràng. Phó Thanh từ trước cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy đối tượng thực hành đầu tiên chính là tạ nhan. Anh làm bất cứ chuyện gì đều rất có chừng mực, nhưng mà đối với sự kiện này cũng không thể nắm giữ lực độ. Ước chừng là bởi vì tạ nhan đối với chuyện này quá thuận theo, cậu không cực tuyệt yêu cầu của Hó Thanh, cho dù là mệt mỏi, không chịu nổi, đến cực hạn, cũng bất quá chỉ là xin tha hai tiếng, nhưng sẽ không có bất kỳ động tác từ chối nào. Quá ngoan, có lúc Phó Thanh thật sự không có cách nào khắc chế. Tiếng nói tạ nhan vẫn khàn, cậu lôi góc áo Phó Thanh, hỏi Phó ca phải đi sao? Phó Thanh gật đầu một cái, mở ô bàn tay cà cà cầm tạ nhan, dụ dỗ, dỗ nói, lại qua mười mấy ngày chính là sinh nhật của em, lúc đó trở lại thăm em tạ nhan thoáng cúi đầu đem hai má áp vào trong lòng bàn tay phó thanh chính mình rụi rụi cậu suy nghĩ một lúc sinh nhật em xin ngô đạo nghỉ một ngày về tề an thăm ông nội bọn họ ở cùng nhau lâu như vậy rồi không tự mình nói cho phó gia ra chuyện này cũng rất không thể nào nói nổi ngón tay phó thanh từng chút từng chút miêu tả khuôn mặt tạ nhan cuối cùng rơi vào trên xương lông mày ra tay của anh rất thô giáp do quen làm việc lúc sờ có chút ngứa. Anh cười cười, ông nội cũng rất nhớ em, vẫn luôn muốn anh dắt cháu dâu của ông về. Bất quá gặp mặt cũng không nhất thiết là lần này, ông biết em có việc, bận rộn đóng phim. Lúc đó lịch trình gấp gáp, sau này lại đi thăm ông cũng được. Tạ nhan không lên tiếng, cậu là loại người muốn làm sẽ làm bằng được, bất kể như thế nào, cậu cũng sẽ xin nghỉ. Phó Thanh liếc mắt nhìn thời gian, cúi đầu hôn chán tạ nhan một cái anh nói đi thôi tiểu tả hẹn gặp lại tạ nhan nhìn anh rời đi khép lại cửa phòng qua một hồi lâu mới đổ về trên giường liền nặng nề mà ngủ sau hai ngày nghỉ ngơi ngô vân không còn sợ tạ nhan nhập diễn quá sâu không ra được liền đem lịch trình kế tiếp sắp xếp đến mức rất đầy mà hẹn gặp lại hoa hồng cuối cùng cũng đã tới thời điểm sắp vạch trần sự thật hung thủ càng ngày càng hung hăng ngang ngược khoảng cách phạm án cũng càng ngày càng ngắn rất nhanh đã xảy ra thảm án lần thứ tư. Lần này người bị hại là một phụ nữ trung niên, cũng là ở thành phố này. Ngũ quan như trước bị cắt xuống, giống như là hai vụ án trước vậy, bất quá lần này là thực thi lúc bà chết rồi. Pháp y nhận ra được lần này hung thủ không có dùng mấy chục đao hành hạ người bị hại đến chết. Từ chút khác biệt này, Trần Vân Sinh có thể suy đoán ra, thù hận của hung thủ đối với từng người bọn họ cũng là khác nhau. Mà không biết là sơ xuất chỗ nào, lần này hình ảnh thi thể hoàn chỉnh đều bị tung ra, xuất hiện trên truyền thông. Dư luận Internet náo động càng lúc càng lớn, các loại phỏng đoán giả thuyết đều có, thậm chí toàn bộ thành phố đều là lòng người bàng hoàng, người dân không dám ra cửa. Cố Tuyết Văn nhìn cư dân mạng lục soát đến thông tin cùng hình ảnh của Trần Vân Sinh, ở trên mạng tùy ý mà nhục mạ sự bất lực, không làm tròn trách nhiệm của hắn, tức giận nói, này cùng bọn họ có quan hệ gì chứ? đội trưởng vì vụ án này, mấy tháng nay một ngày đều không ngủ quá 5 giờ. Lại nói đây là báo thù, không làm chuyện đối lý, làm sao sẽ sợ. Trần Vân Sinh đang xem hồ sơ, nghe lời của y cũng không sinh khí, không thể nói như vậy. Cho dù vụ án này thật sự là báo thù, vô luận bọn họ phạm vào tội gì, làm sai chuyện gì, cũng nên là do pháp luật trừng phạt, mà không phải để hung thủ thả mặc cho thù hận của chính mình, cầm lấy đồ đao. Khi hắn làm như vậy, cũng là lúc hắn giống như những kẻ kia đều mất đi lý trí cố tuyết văn kinh ngạc mà nhìn hắn không nói gì nữa trần vân sinh làm mấy năm công tác cơ sở bị người mắng còn nhiều hơn huống chi cũng là mắng chửi trên mạng cũng không phải là ở ngay trước mặt hắn hắn nhìn cố tuyết văn tâm bình khí hòa giáo dục bạn nhỏ này chúng ta nếu làm cảnh sát cũng không phải nói suông tối thiểu phải xứng đáng với bộ quần áo mặc trên người này hiện nay người ở trong thành phố sợ sệt như thế chính là chúng ta không làm tốt, không thể tận chức trách. Cố Tuyết Văn tựa hồ có hơi nghi hoặc, y hỏi, vậy, cảnh sát đều là như vậy sao? Trần Vân Sinh bị y hỏi đến ngây ngẩn cả người, nặng nề vỗ vai Cố Tuyết Văn một cái, cậu quản người khác làm cái gì? Trước tiên làm tốt chuyện của chính mình, đừng sai lầm. Cố Tuyết Văn bỗng nhiên cười cười, đội trưởng, em nhớ rồi. Năng lực phản trinh sát của hung thủ thực sự quá mạnh mẽ, cơ hồ không có bộc lộ ra bất kỳ sơ sót gì. Hơn nữa thủ pháp phạm án từ đầu đã là phi thường thành thục, mấy lần gây án sau, ngoại trừ thời gian càng lúc càng nhanh, không có tiến bộ rõ ràng nào. Điều này làm cho lực lượng cảnh sát, đặc biệt Trần Vân Sinh có rất nhiều suy đoán. Mặc dù tại hiện trường thực sự không tìm ra được vấn đề, mà từ quan hệ xã hội cô à người bị hại, rốt cục tra được điểm liên hệ duy nhất giữa bọn họ. 17 năm trước, cũng chính là lúc bé gái kia còn trong bụng mẹ, bọn họ đều đã từng tham gia một lần đi phượt, leo núi ngủ ngoài trời, hơn nữa sau khi lần tụ hội kia kết thúc, mấy người này rốt cuộc không liên lạc với nhau, không có giao tiếp với nhau nữa. Lực lượng cảnh sát bỏ ra nhiều sức lực tiếp tục điều tra sâu tin tức này, cuối cùng tìm thấy một diễn đàn du lịch. Thiệp mời lần đó đã xóa mất, tuy rằng diễn đàn này vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng mà tưởng tượng muốn khôi phục dữ liệu hơn 10 năm trước cũng vô cùng khó khăn không phải một chốc có thể làm được. Không thể nghi ngờ, lần đi phượt kia đã xảy ra chuyện, có lẽ là thảm án đầu tiên xảy ra giữa những người này. Mà cái người kia may mắn còn sống, lựa chọn 17 năm sau báo thù. Lúc tạ nhan còn đang chuyên tâm đóng phim, cái gì cũng không biết, Phùng Hoàng cũng đem chuyện của tạ nhan điều tra rõ ràng, hắn biết những chuyện tạ nhan từng trải suốt nhiều năm qua, cũng biết Phó Thanh chỉ là còn chưa có quyết định cùng tạ nhan gặp mặt. Phó Thanh cũng có thể mơ hồ đoán được động tác của phùng gia bên kia, anh quyết định giải quyết xong chuyện phùng gia trước sinh nhật bạn nhỏ, như vậy thêm một tuổi cũng sẽ không bao giờ lại bị những người kia những chuyện kia ràng buộc. Anh và Phùng Hoàng ngầm hiểu ý nhau, hẹn ngày gặp mặt. Chương 67, Phó Thanh và Phùng Hoàng cuối cùng vẫn là không gặp mặt được. Phùng Hoàng đã rất nhiều năm không gặp Tạ Nhan, hắn có lúc sẽ nhớ tới Tạ Nhan khi còn bé, không giống mấy đứa nhỏ khác cười cười nháo nháo đối với người nào cũng là mặt lạnh, lại cười với mình. Hắn hối hận vì quyết định ban đầu, từ lúc trở về đến rời đi, tạ nhan còn chưa từng kêu hắn là anh. Bất quá không sao hết, hắn hiện tại lại tìm tạ nhan trở về. Mặc dù có phó thanh cản ở phía trước, Phùng Hoàng cũng không để ở trong lòng, không ai từ chối thân phận cùng tiền tài đưa tới cửa. Tạ nhan hiện tại chỉ là một tiểu minh tinh xuất thân viện mồ côi, nhưng nếu nhận lại Phùng ra thì không giống vậy, cho dù Phó Thanh là ông chủ mới ở Tề An, hiện tại ở trong vòng là nhân vật nóng bỏng tay, hắn cũng sẽ không ngại thân phận bạn trai của anh. Phùng Hoàng hiếm thấy mới về nhà một chuyến, đến nhà kính trồng hoa, Dung Nguyên Nguyên đang chờ ở bên trong. Mấy năm gần đây, bà đã bệnh đến thần trí không rõ, đại đa số thời điểm đều ở trong viện dưỡng lão, thỉnh thoảng về phùng ra cũng là ở trong nhà kính trồng hoa. Hiện tại đã là tháng 10, bên trong nhà kính trồng hoa tràn đầy hoa tươi, Dung Nguyên Nguyên một mình ở bên trong, ngồi xe lăn, bệnh niên của bà cùng người khác không giống nhau lắm, rất yên tĩnh, bình thường sẽ không ồn ào. Phùng Hoàng nửa quỳ một bên xe lăn, Dung Nguyên Nguyên hoàn toàn không có chú ý có người xuất hiện, tự nhiên lầm bẩm với một chậu hoa tươi. Thanh âm của bà rất nhẹ, lại rất mơ hồ, Phùng Hoàng tiến đến một bên mặt của bà, mới miễn cưỡng nghe thấy đôi câu, bà nói, sán sán, sán sán thích. Sán sán là tên của tả nhan ở Phùng Gia tên đầy đủ gọi là Phùng Sán. Phùng Hoàng nắm lấy tay bà, an ủi nói, mẹ, Sán Sán sắp trở về rồi, chờ mấy ngày nữa, con dẫn Sán Sán đến gặp người. Dung Nguyên Nguyên tựa hồ nghe không hiểu hắn nói gì, như trước lẩm bẩm tên Sán Sán. Bà bây giờ bệnh đã đến giai đoạn cuối, như một cây hoa hồng khô héo, nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra được Dung Mạo lúc còn trẻ, là cao quý cùng đẹp đẽ cực hạn. Phùng Hoàng nghe thấy tiếng động phía sau, Quay người nhìn thấy Phùng Như đứng ở cửa phòng, nàng lạnh lùng cười, "Em cũng không biết, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn là không có quên mất tạ nhan kia." Hắn xem là cái thứ gì, mẹ nhìn thấy hắn, chỉ có bệnh tình tăng thêm. Cô dừng một chút, chỉ vào mình nói tiếp, "Là em, là em ở cùng với mẹ nhiều năm như vậy, chăm bà khám bệnh uống thuốc, cơ hồ toàn bộ thời gian đều dùng trên người bà, anh làm sao không nghĩ đến công lao của em chứ?" Phùng Hoàng nhìn cô, không nói một lời. Phùng Như là hắn làm chủ thu dưỡng sau khi lạc mất Phùng Sán. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì làm bạn an ủi Dung Nguyên Nguyên. Lúc lựa chọn hài tử, yêu cầu chính là tính cách nhu thuận, thân thể khỏe mạnh, Phùng Như so với Tạ Nhan lớn hơn vài tuổi, lúc được nhận nuôi đã 7 tuổi. Tính tình của cô liền trưởng thành sớm, lúc còn rất nhỏ đã sớm hiểu chuyện, sau khi tiến vào Phùng gia vẫn luôn biết vâng lời, rất biết dỗ Dung Nguyên Nguyên. Mãi đến tận khi Dung Nguyên Nguyên điên đến hết thuốc chữa, thật sự coi cô như con ruột, thời điểm Tỉnh táo hiếm thấy đem sản nghiệp dưới tên mình đều đưa cho nàng, sau đó Phùng Như cũng không còn lo lắng nhiều cho Dung Nguyên Nguyên. Phùng Như hai ba bước đi tới phía sau Dung Nguyên Nguyên, nhẹ giọng nói: "Mẹ, anh hung dữ với con, con sợ quá." Mười mấy năm qua, Dung Nguyên Nguyên cơ hồ đều là ở cùng cô ta, chỉ có phản ứng với lời của cô. Bản năng nói, Hoàng Hoàng là anh trai, là con trai nhường em gái chút, có được hay không?" Phùng Hoàng gật gật đầu, thấp giọng nói, cô bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách, hơn nữa chuyện 10 năm trước, trong lòng cô rõ ràng. Phùng Như cúi người, hai má dán vào tay Dung Nguyên Nguyên, ngữ điệu rất thân thân thiết ôn nhu, lời nói ra lại cay nhiệt cực kỳ, khi đó em mới mười mấy tuổi, cái gì cũng không làm chủ được, hiện tại muốn nói là do em, anh, anh cảm thấy điều này có thể liên quan đến em sao?" Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Phùng Hoàng, dù như thế nào, người cuối cùng quyết định lại là anh. Đem tạ nhan từ viện mồ côi về là Phùng Hoàng một mình quyết định, lại đưa đi cũng là Phùng Hoàng chính miệng nói. Có thể trách ai đây? Phùng Hoàng nói không ra lời, đúng là như thế, có thể trách ai đây? Phùng như nhìn Phùng Hoàng đẩy cửa rời đi, mới dần dần nhăn chặt mày, không còn ung dung như vừa rồi. Nàng hỏi, nếu như san sán trở lại, mẹ còn có thể yêu con sao? vẫn để lại tất cả mọi thứ cho con chứ. Dung Nguyên Nguyên tựa hồ không thể hiểu rõ ràng lời nói phức tạp như vậy, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Phùng Như, cười hỏi, như như, con đang nói cái gì, mẹ nghe không hiểu. Phùng Như thở dài, cô rất rõ ràng một đám Phùng ra là hạng người gì, tất cả mọi người trong nhà đều ích kỷ, hành động cũng chỉ vì chính mình. Phùng Trừ, Phùng Hoàng, Phùng Như, còn có Dung Nguyên Nguyên lại như 10 năm trước cô có thể trở thành cọng cỏ quyết tâm cuối cùng của Phùng Hoàng, 10 năm sau, cô cũng có thể khiến tạ nhan không thể trở thành Phùng Sán. Ba ngày sau, trước một ngày Phó Thanh cùng Phùng Hoàng hẹn gặp mặt, trên truyền thông bùng nổ một tin tức lớn. Xảy ra quá đột ngột, trong nháy mắt liền truyền khắp trên mạng, tốc độ của những phóng viên kia quá nhanh, hứa ảnh chi cũng không phản ứng kịp, phóng viên đã gánh máy thu hình đến lấp đầy bên ngoài trường quay phim. Lúc đó là buổi chiều tạ nhan còn đang đóng phim, thanh âm bên ngoài quá lớn, ngô vân buộc phải hô rừng, có hậu kỳ vội vã chạy tới, ở trước mặt hắn nói rõ tình huống, liếc mắt về tạ nhan bên này. Lý Khiêm đang cùng cậu đối diễn, nhạy bén nhận ra được xảy ra vấn đề, nhưng hắn cùng tạ nhan ở chung lâu như vậy, vẫn là rất tin tưởng nhân phẩm tạ nhan, đối với cậu nói có thể chính là truyền thông tụ tập lại đây, không có việc lớn gì, cậu trước tiên nghỉ một chút đi. Tạ nhan còn chưa kịp ngồi xuống, Giang Đồng đã cầm điện thoại di động của cậu lại đây, là hứa ảnh chi. Đầu kia âm thanh cũng rất gấp gáp, cô nói, bên này vẫn đang xử lý, cậu ở bên kia trước tiên không cần trả lời, vô luận hỏi cái gì im lặng là được. Tạ nhan, ừ, một tiếng, không hỏi là chuyện gì liền cúp điện thoại. Cậu thoát vai rất chậm, còn chưa thoát khỏi cảm xúc của cố tuyết văn, hiện tại đối với chuyện bên ngoài vẫn không chú ý. Giang Đồng nhận được tin nhắn của hứa ảnh chi, cẩn thận hỏi, Tả ca, nếu không chúng ta về khách sạn trước đi, bên kia ít nhất còn có bảo an, an toàn một chút. Trường quay phim bên ngoài e sợ cản không được bao lâu. Ngoài nhóm đầu tiên, phóng viên càng ngày càng nhiều, đều chặn ở bên ngoài trường quay, bây giờ còn có thể miễn cưỡng đi ra ngoài, sau nữa thì khó nói. Giang Đồng tìm mấy nhân viên ở trường quay hỗ trợ, trước tiên hộ tống Tạ Nhan lên xe. Trước cửa phim trường quả nhiên có rất nhiều phóng viên. Giang Đồng đã kêu xe sớm lái tới, chính mình cản ở phía trước, để những người khác vây quanh ở bên người tạ nhan, ngăn cản ống kính. Hắn mới làm trợ lý thời gian ngắn, lần đầu tiên ứng đối tình huống như thế, tuy rằng luống cuống tay chân, mà chuyện có thể làm đều làm xong, những phóng viên kia không thể tới gần tạ nhan, chỉ có thể mở máy chụp điên cuồng. Tạ nhan vóc người quá cao, lúc cúi đầu nhìn về phía những phóng viên kia là thái độ bề trên, lại rũ mắt dường như trào phúng đèn chớp sáng lên tạ nhan trong ống kính cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt cho dù ánh đèn chiếu đến mắt của cậu cậu vẫn là lạnh nhạt xa cách thần sắc không có một chút biến hóa nào đoạn đường này bất quá mấy chục mét bọn họ lại đi mười mấy phút cuối cùng đã tới trên xe giang đồng mất công tốn sức mà đóng cửa xe thúc giục tài xế nhanh chóng lái xe nhìn xe từ từ đi xa khỏi phóng viên cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm tạ nhan nghiêng đầu đi nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ, qua một hồi lâu, cậu mới hồi thần, thoát khỏi nhân vật cố tuyết văn, thờ ơ hỏi lần này là thế nào. Giang Đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn muốn nói lại thôi, chuyện này cùng mấy lần trước kia bất đồng, không phải fan bóc phốt trên Weibo, cũng không phải người khác hắt nước bẩn nói có kim chủ, mà là nghiêm trọng hơn, là chuyện không thể chạm đến. Tạ Nhan cũng không có nhìn hắn, liền thêm một câu, bất kể là cái gì, cũng không sao. Giang Đồng mới nhỏ giọng mở miệng, phóng viên không biết từ nơi nào đem hồ sơ tả ca truy ra, chính là chuyện ở viện mồ côi, có ghi chép làm thương tổn một người già. Đương nhiên, cái này khẳng định là giả tạo, không phải sự thật. Tạ nhàn cúi đầu xem điện thoại di động, thậm chí không cần tìm kiếm từ khóa, hot search mấy top đầu tất cả đều là tên của chính mình. Cậu tùy tiện mở ra một cái, là có thể biết rõ cặn kẽ lần này đến cùng đã xảy ra chuyện gì bên trong có ảnh hồ sơ của tạ nhan, hết thảy đều nhắc tới rất rõ ràng. Cậu lúc 2 tuổi vào viện mồ côi, đến 10 tuổi bị một gia đình thu dưỡng, bất quá 2 tháng sau cũng bởi vì bướng bình bị trả về, sau khi trở lại viện mồ côi lại đánh một ông lão vào bệnh viện. Thông thường, loại chuyện liên quan đến cả đời người thế này, người viết hồ sơ đều sẽ rất thận trọng, nhưng phần hồ sơ này vẫn là việc xấu loang lổ không khỏi khiến người suy nghĩ viển vông, tạ nhan rốt cuộc lại là người ngoan liệt cho dù không cần suy nghĩ sâu xa, chỉ cần việc đánh đập nhân viên công tác viện mồ côi, còn là một ông lão đến nhập viện, đã đủ. Khiến người ta đuổi tạ nhan cút khỏi vòng giải trí. Tạ nhan không nhìn bình luận phía dưới, cậu thuận miệng nói một câu, hồ sơ viết chính là thật sự. Cậu suy nghĩ chốc lát, nhắn tin cho hứa ảnh chi, kêu cô đừng truy cứu nguồn gốc chuyện đánh người kia. Bởi vì chuyện đó cùng Nguyễn An Ninh có liên quan, Lúc đó nhân viên công tác viện mồ côi hỏi Nguyễn An Ninh, cô không muốn báo cảnh sát, cũng không muốn đem chuyện này ghi vào hồ sơ, chỉ muốn thoát khỏi bóng tối quá khứ. Nhưng mà đã xảy ra chuyện đánh đập nhân viên công tác, thế nào cũng phải phải có cái để bàn giao, tạ nhan liền nói đem chuyện này đặt ở trên người mình là được. Kỳ thực hồ sơ này lúc tạ nhan xác định quay bạch kình, phó thanh liền tìm người đè xuống, bình thường là không thể tra được. Tạ nhan không nghĩ ra là ai. Mãi đến tận khi nhận được một tin nhắn xa lạ, cô nói: "10 năm trước tao có thể đuổi mày ra ngoài, hiện tại mày không thể quay về được. Mày vĩnh viễn không thể giành được vị trí của tao." Không có ký tên, Tạ Nhan lại nhận ra là ai. Bất quá cậu suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ lại tên của đối phương. Hình như là gọi Phùng Như, con gái nuôi Phùng gia. Tạ Nhan cúi xuống mắt nhìn màn ảnh, lại cùng Phùng gia kéo lên quan hệ. Mà Phùng Như làm chuyện này vốn là không nghĩ tôi có thể che giấu quá khứ, cô chỉ mong đem chuyện đã qua của tạ nhan mau chóng tung ra ngoài, đạt thành mục đích là được. Cô đã suy nghĩ rất rõ ràng, hạng mục từ thiện quy ra do Phùng Gia phụ trách đã làm đến toàn quốc đều biết, thậm chí trở thành bảng hiệu của Phùng Gia, đại biểu cho danh dự Phùng Gia, mà hạng mục này nhân vật trung tâm chính là tiểu nhi tử Phùng Sán bị lạc mất. Phùng Sán có thể là người bình thường, có thể phổ thông, lại tuyệt đối không thể mất hết tên tuổi đầy điểm ô uế như vậy liền không xứng với cái bảng hiệu từ thiện này. Huống hồ Phùng Gia từng nhận nuôi tạ nhan, hơn nữa không lâu sau đã trả lại, dù như thế nào, Phùng Hoàng cũng không có cách nào giải thích chuyện này. Lúc trước Phùng Hoàng đem tạ nhan nhận về lại đưa đi, đến bây giờ còn không dám đem người nhận về nữa, chắc chắn cũng có thể đem bên trong lợi hại quan hệ nghĩ rõ ràng, đúng lúc dừng tổn hại. Sự lựa chọn của hắn cũng sẽ giống như trước đây, không có thay đổi chương 68, tạ nhan tắm xong, nằm bẹp trên giường, đại não rất thanh tình, cũng rất thả lòng. Trước đây, cậu vẫn tưởng rằng cả cuộc đời này sẽ không chung trả với Phùng Gia nữa, thậm chí ngay cả chuyện của Phùng Gia đều cũng đã quên gần hết. Phùng như từ bé đã điên, nhưng cô biết rất rõ vì sao mình lại phát điên như vậy, luôn có mục đích muốn đạt được, sẽ không thể nào vô duyên vô cớ làm nên chuyện này. Tạ nhan đại khai có thể đoán được lý do, có lẽ là Phùng Hoàng vô tình tìm được mình, nổi lên một ý tưởng không thể giải thích được, lại chuẩn bị đón cậu về. Khi còn bé, Phùng như trơ mắt nhìn cậu được Phùng ra nhận nuôi, bây giờ đã trưởng thành càng không thể khoanh tay chờ chết, sẽ tiên hạ thủ vi cường. Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng nếu quả thật là như thế, vậy thì quá nực cười. Tạ nhàn rút đầu vào chăn, không suy nghĩ tới những chuyện kia nữa. Do quá nhập tâm vào vai diễn, tinh thần của cậu gần đây không tốt lắm, Mặc dù chưa đến mức phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, nhưng hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy, cậu đã nằm nhắm mắt rất lâu nhưng vẫn không ngủ được. Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, Tạ Nhan nhận điện thoại, là Phó Thanh gọi tới. Bọn họ đều im lặng trong chốc lát, không ai mở miệng nói câu nào. Tạ Nhan nằm trong chăn, gò má dán lên màn hình điện thoại di động, nghe tiếng hít thở từ đầu dây bên kia truyền tới, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu bình tĩnh lại. Qua một lúc lâu, phó thanh dường như đã gạt bỏ đi rất nhiều câu nói cuối cùng mới mở miệng anh tới tìm em y không biết phải làm sao để an ủi tạ nhan bởi vì bất luận là thân thế hay hồ sơ bị phơi ra ánh sáng đều là do y không bảo vệ tốt tạ nhan đây là lỗi của y tạ nhan nhẹ giọng nói gần đây bên này rất loạn phó ca đừng tới phó thanh đáp không sao việc này sẽ nhanh chóng được giải quyết đừng lo lắng là anh sai dường như tạ nhan chợt nhớ ra điều gì, hạ thấp giọng, lúc nào phó ca cũng nói, muốn thẳng thắn với em. Nhưng mà, có phải phó ca đã sớm biết chuyện của Phùng Gia, sao lại không nói thật cho em biết? Thực ra, giọng điệu tạ nhan khi nói ra câu này cũng không khác bình thường, nhưng cậu chưa bao giờ nói với phó thanh những lời như vậy, tưởng chừng gần giống như sắc bén ép hỏi. Bên đầu dây bên kia yên lặng rất lâu, tạ nhan nghe được phó thanh nói một chữ, đúng câu nói kế tiếp lập tức bị tiếng cười của cậu cắt ngang cậu nói em chỉ gạt anh một chút thôi mà phó ca còn tưởng là thật ư phó thanh bật cười ở đầu dây bên kia lắc đầu là anh không thẳng thắn với em cho rằng có thể giải quyết hết chuyện này một cách nhanh chóng sẽ không phát sinh bất kỳ điều gì ngoài ý muốn nhưng hiện giờ lại biến thành như vậy sau khi chuyện này bị truyền ra ngoài phó thanh ngay lập tức bắt đầu ra tay điều tra giải quyết nhưng lần này khác so với trước kia người sau lưng biết rõ bọn họ có năng lực chèn ép truyền thông, đích thân để dòng chính truyền thông ra mặt, nếu muốn ép xuống lập tức thì rất khó. Hơn nữa, người nọ không hề kiêng kỵ chút nào, khi làm chuyện này cũng không muốn giấu giếm quá khứ của mình, Phó Thanh biết, người nọ chính là Phùng Như, con gái nuôi của Phùng Gia. Tạ nhan nhíu mày, bọn họ sao xứng để Phó Ca xin lỗi. Thật ra thì những chuyện trước kia, em cũng không nhớ rõ lắm. Lời cậu dừng một chút, cho dù sẽ vì vậy mà khổ sở, thì cũng là 10 năm trước mới như vậy, không phải hiện tại. Phó Thanh rất rõ ràng, cậu nhóc khi 10 tuổi chắc chắn từng khổ sở vì chuyện đó, nếu không, cậu sẽ không nói như vậy. Theo tình hình trước mắt mà nói, chuyện của Phùng Gia còn chưa giải quyết hồ sơ quan trọng, tạ nhan lại xếp những chuyện này ở sâu phía sau, song nhất định phải đích thân giải quyết, sau này nhất đao lưỡng đoạn, cũng không dính dáng quan hệ đến nhau nữa. Nghĩ tới đây, tạ nhan nói với phó thanh em có thể đến hôm sinh nhật mới rảnh để về Tề an phó ca giúp em hẹn phùng Hoàng chút đi đến lúc đó gặp mặt nói chuyện anh đi với em được không phó thanh không cách nào từ chối được hai người hàn huyên thêm một hồi tạ nhan từ từ có cảm giác buồn ngủ mơ mà muốn tiếp đi song vẫn còn nhớ rõ một chuyện chính là mình phải dỗ dỗ phó ca kêu y đừng lo lắng rồi tự trách vì chuyện này cậu rất ít khi dỗ người khác khi nói những lời này cũng vô cùng ậm ực, cũng tranh lệch khá xa với tình thoại, chính là lời thực lòng trực tiếp bộc bạch, em cũng không quan tâm đến những người khác trên thế giới này có thích hay ghét mình hay không, bởi vì em cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần em yêu anh, anh yêu em, chuyện khác cũng không có gì ghê gớm. Khi thốt ra câu nói này, tạ nhan không cố ý thả giọng mềm xuống, chẳng qua trong lời nói đầy vẻ không che giấu một chút yêu thích và yêu thương, vậy cũng đủ mềm mại, cũng đủ đáng yêu tính cậu rất quật cường, lại sĩ diện, rất ít khi nói những lời mềm mại, làm nũng cũng rất khó thấy được, thậm chí sau khi yêu đương, thời điểm thân thể mềm mại hơn ngôn ngữ cũng nhiều hơn. Phó Thanh khẽ, ừ, một tiếng, y đáp, anh biết rồi. Nói như thế nào đi nữa, cảm giác được nhóc bạn trai 20 tuổi dỗ dành cũng thật sự không tệ, giống như đang ăn một viên kẹo vừa mềm, vừa ngọt vào trong lòng. Sau khi cúp điện thoại, tạ nhan nhanh chóng ngủ thiếp đi cậu mơ một giấc mơ trong mơ cậu trở lại năm mười tuổi ấy như thường lệ viện mồ côi sẽ có người tới tới lui lui tạ nhan lớn lên dễ nhìn thân thể khỏe mạnh vốn phải được lòng người nên được nhận về nuôi nhưng tính tình của cậu không tốt từ rất sớm đã tự mình ý thức được không muốn đi tới một gia đình xa lạ vậy nên dù cho có người trong sạch tới chọn lựa con nuôi cậu cũng chưa bao giờ đi tới tận đến khi vào giữa hè năm mười tuổi ấy có một người chỉ mặt gọi tên muốn nhận nuôi tạ nhan. Bác gái ở viện mồ côi dẫn tạ nhan đi tới trước mặt người nọ, cười nói vô cùng khách khí, phùng tiên sinh, đây chính là tạ nhan, cậu nhóc xinh đẹp nhất ở viện mồ côi chúng tôi, cậu muốn nhận nuôi cháu sao? Tạ nhan khi đó mới 10 tuổi, mặt mũi cũng trổ mã rất đẹp, dường như là hạc giữa bầy gà trong đám trẻ con cùng tuổi, cậu nghe vậy thì nhíu mày, đang muốn mở miệng từ chối, lại bị người nọ cắt ngang vóc người người nọ rất cao cao hơn bác gái trong viện hẳn hai cái đầu khi nói chuyện với tạ nhan lại ngồi xổm xuống hắn đưa tay ra với tạ nhan nụ cười dường như rất dịu dàng anh tên là phùng hoàng muốn mang em về nhà có thể chứ tạ nhan không lên tiếng cũng không duỗi tay ra bác gái xấu hổ cười giải thích với phùng hoàng đứa bé này hơi xấu xổ phùng tiên sinh đừng để ý phùng hoàng khoát tay cũng không tức giận cậu nhóc sợ người là cũng rất bình thường không cần phải cố ép tôi sau này cách vài ngày sẽ tới nhìn cậu nhóc luôn có thời gian để quen thuộc sau một tháng hầu như cách ba bốn ngày Phùng Hoàng sẽ đến thăm Tạ Nhan một lần mỗi lần đến đều sẽ mang theo rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt Tạ Nhan không chơi cũng không ăn đều mang hết cho nhân viên công tác của viện mồ côi nhưng dường như một chút Phùng Hoàng cũng không biết lần sau cũng như lần trước mà đến có một lần Phùng Hoàng cầm một xiên kẹo hồ lô đưa tới trước mặt Tạ Nhan cười nói, anh nghe nói kẹo hồ lô nhà này được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích, nên mua cho em một xiên. Cái này không vứt được, bây giờ em thử nếm một ít xem. Tạ nhan chưa từng thích kẹo và điểm tâm ngọt, nhưng vẫn cắn một miếng kẹo hồ lô trên tay Phùng Hoàng, mặt không đổi sắc nhai nát rồi nuốt xuống, cậu nói, anh dẫn em đi đi. Cái kia, bác gái lúc nào cũng mặt lạnh nghiêm lúc tìm đến tạ nhan, thầm dặn dò cậu vài câu, Phùng ra là một gia đình tốt, thoạt nhìn thì phùng tiên sinh cũng đối xử với con rất thật lòng thật dạ sau này con thu liễm tính tình một chút ở trong phùng gia cuộc sống sau này sẽ khá giả hơn phùng hoàng lấy danh nghĩa nhận nuôi đưa tạ nhan về phùng gia phùng gia mặc dù có tiền thế nhưng nhân khẩu lại đơn giản cha của phùng hoàng phùng trừ rất ít khi về nhà có một lần sau khi trở về không nói một lời quan sát tạ nhan rất lâu cuối cùng cũng không nói gì cả mẹ thân sinh phùng hoàng đã sớm qua đời chỉ có một mẹ kế, dường như đã ngã bệnh, ngày thường đều dưỡng bệnh ở đây. Hơn nữa, dường như dung nguyên nguyên không thể gặp được cậu. Lần đầu tiên gặp mặt, ban đầu vẫn rất tốt, nhưng Phùng Hoàng vừa cười nói bên tai bà một câu, dung nguyên nguyên lập tức thét lên, lầm bầm nói mấy thứ ai cũng không nghe hiểu. Sau này Tạ Nhan cũng không có thể thấy được bà nữa. Còn có một người, chính là con gái nuôi của Phùng Gia Phùng Như, hai đứa trẻ cũng không phải có thể gặp nhau mỗi ngày. Khi Phùng Như thấy cậu, lúc nào cũng cười nhưng tạ nhan rất mẫn cảm với lòng đối địch cậu biết phùng như không thích thậm chí còn rất ghét mình song vô luận là phùng trừ phùng như hay là dung nguyên nguyên tạ nhan cũng không thèm để ý đến những người đó cậu vì phùng hoàng nến mới nguyện ý chấp nhận được nhận nuôi khi đó phùng hoàng vẫn còn đang học đại học ngày thường đều ở trong phòng của trường học cách vài ngày mới có thể trở về một chuyến tạ nhan im lặng ở một mình trong phùng ra khi cậu đi qua nhà kính trồng cây Thỉnh thoảng sẽ thấy Dung Nguyên Nguyên ở trong, khi đó bà rất bình thản, yên tĩnh, mặc một cái váy dài, giống như một người mẹ rất dịu dàng, sẽ cười và nói chuyện với Phùng Như, chải tóc, cùng chăm sóc hoa cỏ. Có đôi khi, cậu thấy bản thân mình trong gương, sẽ không tự chủ nghĩ đến Dung Nguyên Nguyên, dáng dấp của hai người có vài điểm tương đồng. Mãi đến khi một lần cậu vô tình nhìn thấy ảnh chụp lúc 8, 9 tuổi của Dung Nguyên Nguyên, có lẽ không chỉ có vài điểm tương đồng mà là gần như giống nhau như đúc tạ nhan muốn biết vì sao cậu đẩy cánh cửa nhà kính ra bên trong không có một bóng người một lát sau có người đẩy cửa đi vào cậu quay người nhìn sang không phải dung nguyên nguyên mà là phùng như phùng như hoảng sợ hết hồn cô không thể giữ vững biểu hiện giả hiền hòa như trước kia nữa chất vấn tạ nhan mày tới đây làm gì tạ nhan liếc cô không để ý tới phùng như giống như điên nhào tới Muốn đẩy tạ nhan ra ngoài, vừa đẩy vừa nói, mày muốn cướp mẹ của tao hả? Cút ra ngoài, bà ấy là mẹ của tao, nơi này là nhà của tao, mày là cai thá gì? Người ở cạnh mẹ là tao. Tạ nhan nhỏ hơn Phùng như hai tuổi, nhưng vẫn chế trụ cô rất dễ dàng, đè cô lên trên vách tường. Khi hai người đang dây dưa với nhau, Dung Nguyên Nguyên cũng trở về nhà kính, nước mắt của Phùng như lập tức rớt xuống, thừa dịp tạ nhan đang thất thần đẩy cậu ra nhào vào trong lòng Dung Nguyên Nguyên, rất tuổi thân nói, mẹ, cậu ta bắt nạt con, đánh con, túm tóc của con, muốn giết con, thật đáng sợ. Mẹ mau cứu con, tạ nhan ngừng đầu lên, kinh ngạc nhìn Dung Nguyên Nguyên. Mặt mũi của bọn họ rất giống nhau, Dung Nguyên Nguyên cũng sừng sốt một chút, dường như bà muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn bị tiếng thét chói tai thay thế mất, bà khóc hô lên, mày cút, cút ngay, không được bắt nạt như như. Không được phép bắt nạt con gái của ta. Ai cũng không thể bắt nạt con bé. Tạ Nhan không thể hỏi ra câu kia, đã bị người giúp việc của Phùng gia vừa lễ phép lại cứng rắn mời ra ngoài. Đêm hôm đó, Dung Nguyên Nguyên vì đột nhiên phát bệnh nên phải vào viện điều dưỡng, Phùng Như cũng đi theo. Tạ Nhan ngồi một mình trong căn phòng của cậu, cậu cảm thấy mình đã nghĩ lầm rồi, đó là chuyện không có khả năng. Phùng Hoàng cũng vì chuyện này nên vội vã rời trường chạy về, hắn ở viện điều dưỡng suốt đêm trời chưa sáng đã lại chạy về phùng ra, ngồi xổm ở đầu giường tạ nhan, an ủi cậu anh biết không phải là lỗi của sán sán. Mẹ sinh bệnh, tinh thần không tốt lắm, cho nên mới thành như vậy, sau này sẽ không thế nữa đâu. Sán sán đã lớn rồi, sẽ thông cảm cho mẹ, đúng không? Hắn một câu cũng không hỏi nhiều, cũng rất tin tưởng tạ nhan. Tạ nhan cúi đầu, nhẹ giọng phản bác, em tên là tạ nhan, không phải sán sán viện mồ côi đặt tên cho trẻ con đều dựa vào trăm họ Trung Quốc, khi tạ nhan mới vào đây thì vừa lúc đến phiên họ, tạ, hơn nữa khi đó cậu mới 2 tuổi, trắng trắng dễ thương, vậy nên được đặt tên là tạ nhan. Phùng Hoàng ngẩn người, đó là tên khi trước, nhưng bây giờ em đã là người của Phùng ra rồi, đương nhiên phải đổi một cái tên mới, sán sán không dễ nghe sao. Là ánh mặt trời sán lạn, mãi mãi sáng lấp lánh như những vì sao. Tạ nhan suy nghĩ một lúc, gật đầu cậu nói vậy anh đừng nói cho người khác biết cái tên này chỉ cho phép một mình anh gọi khi đó tạ nhan mới 10 tuổi tuy rằng đã sớm trưởng thành rất bảo thủ cố chấp nhưng vẫn bị phùng hoàng đả động tới từng chút từng chút sau chuyện lần đó phùng ra ngăn cách hoàn toàn tạ nhan và dung nguyên nguyên tạ nhan ngay cả vườn hoa cũng không được lui tới bình thường phùng hoàng ở trường học một tuần về một lần nhưng có một ngày Tạ Nhan chợt nghe người giúp việc nói Phùng Hoàng có việc nên đã trở về, lập tức muốn lên lầu tìm Phùng Hoàng, nhưng lại thấy hai người đứng ở bên trong sau cánh cửa. Là Phùng Hoàng và Phùng Trừ, hai người bọn họ đang nói chuyện. Tạ Nhan từ nhỏ đã không muốn nghe chuyện sau lưng người khác, lần này cũng không ngoại lệ, xoay người chuẩn bị rời đi, lại chợt nghe Phùng Trừ mở miệng nói con biết vì sao Tạ Nhan lại lạc mất khi mới hai tuổi không. Cậu dừng bước, Phùng Trừ nói tiếp, là vì Dung Nguyên Nguyên cố ý vứt bỏ nó. Phùng Hoàng đè ép tiếng nói, gào thét, làm sao lại thế được, làm sao mẹ lại làm ra chuyện như vậy. Bà cũng vì chuyện làm lạc mất sán sán nên tinh thần xảy ra vấn đề. Thanh âm Phùng Trừ vẫn thở ơ, khi đó con còn nhỏ, ba không nói cho con biết chân tướng của sự việc được. Cái chết của mẹ con có liên quan tới Dung Nguyên Nguyên, khi đó bà đang theo đuổi ba, không cẩn thận bị mẹ con phát hiện, mẹ con vốn thân yếu nhiều bệnh vì chuyện đó nên tâm tình uất ức rồi chết trên lưng dung nguyên nguyên cóng một mạng người vừa sợ vừa áy náy cho nên mới đối tốt với con như vậy trong phòng hay ngoài phòng đều cực kỳ yên ắng tả nhan đứng ở nơi đó giống như ngọc điêu ngay cả lông mi cũng không chấp lấy một lần dường như phùng trừ còn ngại những thứ này chưa đủ lại tiếp tục nói bà ấy là con gái duy nhất của dung gia vốn nên kế thừa gia sản nhưng tính cách lại quá mềm yếu không đủ để chống đỡ nổi dung sĩ hành chỉ có thể buông tha. Nhưng sau khi sinh ra Phùng Sán, ông ta đã có một người thừa ghế mới, hơn nữa Phùng Sán còn mang họ Phùng, đến lúc đó. Dung sĩ hành sẽ dùng thủ đoạn để giao hết dung ra và phùng ra cho phùng sán sau khi trưởng thành. Cho nên vì để bảo vệ cho con sau này có thể thừa kế gia nghiệp, dung nguyên nguyên đã cố ý để lạc phùng sán. Không thì con cho rằng vì sao nhiều năm như vậy, ba chưa hề tìm tạ nhan về. Phùng hoàng vẫn không thể tin được, chuyện này cơ hồ đã đẩy ngã cuộc đời 20 năm trước. Phùng trừ thở dài, bất luận là ba hay dung nguyên nguyên, ngay cả đến mẹ thân sinh của con đang ở nơi chín suối, cũng là vì tốt cho con. Bây giờ con nhận tạ nhan về nhà, có thể không làm chúng ta thất vọng hay sao? Nếu một ngày dung sĩ hành phát hiện, thực ra, tạ nhan không muốn nghe tiếp nữa, nhưng cậu vẫn đứng tại chỗ, không hề rời đi. Qua rất lâu, cậu mới nghe thấy Phùng Hoàng nói, nhưng sán sán vô tội, hay là giữ em ấy lại trước đi. Tạ nhan nhắm mắt, dùng sức cắn môi, nhưng lại không tự chủ thoáng cái nở nụ cười. Lúc xuống lầu, cậu nghĩ, Phùng Hoàng vẫn luôn rất muốn khiến mình gọi hắn là anh, nhưng cậu lại chưa lần nào gọi ra được, lần tiếp theo, lần tiếp theo nữa sẽ được. Thế nhưng ngày đó Phùng Hoàng không gặp tạ nhan, trở về thẳng trường học. Lúc gặp mặt lần sau, Phùng Hoàng gọi tạ nhan tới bên người, tạ nhan còn chưa kịp mở miệng đã nghe hắn nói, sán sán, Mẹ bệnh thấy em sẽ chỉ càng trầm trọng thêm, trong nhà không thể nuôi em nữa, anh đưa em về viện mồ côi nhé." Tạ Nhan không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Phùng Hoàng, cậu nhìn thật lâu, mãi đến khi Phùng Hoàng hơi hốt hoảng, cuối cùng mới gật đầu. Ngày hôm đó, trời nắng gay gắt, Tạ Nhan bị phơi đến choáng váng, mơ hồ nghĩ, hóa ra là hắn hối hận, ngay cả sự thật cũng không nói với cậu. Trước lúc rời đi, Tạ Nhan đi tới nhà kính trồng hoa cuối cùng, nhìn Dung Nguyên Nguyên một lần thực ra những ngăn cản của những người giúp việc kia vốn dĩ không ngăn được cậu chẳng qua cậu không muốn đến mà thôi bệnh tình dung nguyên nguyên dường như đã khá hơn nhiều có thể săn sóc phùng như ngay cả tham dự yến hội cũng có thể chỉ là không thể nhìn thấy tạ nhan phùng như thấy được tạ nhan qua tấm thủy tinh chào dung nguyên nguyên một tiếng đi tới trước mặt cậu rất đắc ý nói mày xem mày không thể cướp được của tao mày cho rằng anh trai sẽ luôn bảo vệ mày sao sẽ không từ nhỏ, cô đã bầu bạn với Dung Nguyên Nguyên, có đôi khi Dung Nguyên Nguyên phát bệnh sẽ nói chút lời thật lòng, dựa vào chắp vá những lời này, Phùng Như thậm chí còn biết rõ nguyên nhân thất lạc của Phùng Sán trước Phùng Hoàng, cho nên sau khi nhìn thấy Phùng Hoàng thất thố như vậy, cũng có thể đoán được rằng hắn cũng biết. Phùng Như ở Phùng Gia nhiều năm như vậy, vì muốn sống một cuộc sống tốt hơn, có địa vị vững vàng, vẫn luôn rất cẩn thận dè dặt, quan sát kỹ càng, rất hiểu rõ mỗi người trong Phùng Gia trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Phùng Hoàng. Cho nên chỉ cần một cọng rơm cuối cùng, cũng đủ để áp đảo Phùng Hoàng. Cô viện một câu nói dối, đó là một câu mà thậm chí ngay cả Phùng Hoàng cũng không dám nghiệm chứng. Phùng Như len lén nói cho Phùng Hoàng, ông ngoại đến thăm mẹ, ông đã nhìn tạ nhan mấy lần. Rõ ràng em ở cạnh mẹ nhiều năm như vậy, nhưng sao ông lại chưa bao giờ nhìn em? Phùng Hoàng đương nhiên thích tạ nhan, cho nên mới không quan tâm đến phản đối của Phùng Trừ cũng phải mang cậu về. Thế nhưng thích thì có ích lợi gì, một ngày uy hiếp đến chính bản thân mình, thích sẽ không đáng giá một đồng nữa. Đây là chỗ phùng như đắc y nhất, cho dù không có quan hệ máu mủ, cô cũng sẽ sống thật lâu ở phùng gia, nhận được toàn bộ cương triều và tài sản của Dung Nguyên Nguyên. Tạ Nhan nghe xong cũng chỉ gật đầu, trên lưng cậu mang theo ba lô nhỏ lúc đem theo tới đây, đi ra khỏi cửa chính của phùng gia. Giấc mơ chỉ tới đây thì dừng. Tạ Nhan đã tỉnh lại. Chương 69, Tạ Nhan nằm mơ một đêm, tuy rằng sau khi tỉnh còn dư lại chút ký ức mơ hồ, giống như vừa ôn lại chuyện của 10 năm trước một lần nữa. Cậu xuống giường dùng nước lạnh rửa mặt, làm ướt tóc mai xung quanh khuôn mặt. Cậu đỡ mặt, ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương như không muốn mở mắt, sắc mặt trông tái nhợt, tinh thần rất kém. Cũng rất phiền, cậu sống đến ngần này tuổi, Tạ Nhan rất ít khi phiền lòng về một chuyện như vậy cậu không muốn dính dáng đến phùng gia cũng không muốn bất kỳ phóng viên nào đào ra chuyện cũ có liên quan tới nguyễn an ninh hơn nữa vì cậu mà tạm biệt hoa hồng cũng phải vội vã ngừng quay qua một đêm chuyện này truyền đi càng nghiêm trọng hơn đủ loại truyền thông đều tham dự chủ yếu tập trung vào xuất thân và việc ghi chép trong hồ sơ của tạ nhan so sánh từ chuyện chưa tới 14 tuổi đã đánh nhân viên công tác đến chuyện đánh người già nhập viện điều trị Chuyện cậu bị thôi nhận nuôi lại có vẻ không được chú trọng đến. Tạ Nhan xuất thân từ viện mồ cô vốn đã kinh thiên động địa. Bất luận cậu lớn lên ở gia đình giàu có hay nghèo khổ, thậm chí có thể bố mẹ đã mất hết, từ bé sống nhờ ở nhà thân thích cũng chỉ là một người bình thường gặp bất hạnh. Thân thế như vậy bị đại chúng biết, đại khai có thể được rất nhiều sự thương cảm, lại cảm thán sự tự lập tự cường của đương sự. Nhưng Tạ Nhan thì lại khác, ngay cả gia đình cậu cũng không có lớn lên ở viện mồ côi sát rìa xã hội, số đông mọi người không biết đến viện mồ côi đó cũng sẽ không tiếp xúc đến nơi ấy, chỉ biết sinh ra nhất nhiều phỏng đoán cay nghiệt, tưởng tượng vô cớ. Dường như không giống với hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ, lớn lên ở một viện mồ côi khổ cực lầm than nhất định sẽ trở thành quái thai. Cho nên ngay cả đánh người già, bị gia đình bình thường thôi nuôi dưỡng, dường như đều là chuyện đương nhiên. Một người lớn lên trong hoàn cảnh vặn vẹo tất nhiên cũng sẽ làm những chuyện người bình thường không thể làm được chuyện này rõ ràng còn chưa có kết luận cuối cùng phóng viên sẽ không phát hành tuyên bố nhưng truyền thông thật giống như đi qua cả hàng loạt quy trình chiều sâu điều tra đã đến vấn đề quy chế và giám sát ở viện mồ côi tạ nhan nhìn đến những lời bàn tán này thật cảm thấy rất buồn cười hoàn cảnh ở viện mồ côi đúng là không thể nào tốt được nhưng cũng không tính là kém có tài chính quốc gia ủng hộ và trợ cấp xã hội Tuy rằng sinh hoạt của những đứa trẻ ở đó không hơn những gia đình bình thường nhưng vẫn đủ ăn no mặc ấm. Cho dù những nhân viên công tác kia không yêu thương bọn chúng lắm, nhưng dù sao cũng là người cầm tiền lương lao động, phần lớn người ở đó đều không cần phải làm những chuyện dư thừa. Tuy rằng từ nhỏ tại nhan đã đánh lộn nhưng đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi, dù sao nhiều đứa trẻ gấp rút sống tốt hơn, tùy tiện dẫn một đứa ra ngoài cũng là một tên hay gây gổ. Nhưng nếu như vặn vẹo đến mức giết người phóng hỏa, có dụng ý xấu như những phỏng đoán của những người đó thì thật sự không đến nỗi. Hứa ảnh chi làm người đại diện lâu năm cũng trải qua rất nhiều mối nguy về quan hệ xã hội, tuy rằng đều đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng kiếp nghề nghiệp bây giờ lại gắn liền với tạ nhan cũng vì chuyện này mà bà sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Nhân vật của công chúng xuất thân từ viện mồ côi, khi còn tuổi vị thành niên đã đánh người già. Chuyện này quả thực cho chúng tất cả điểm nóng hiện nay hứa ảnh chi vẫn muốn giải quyết hết chuyện này từ căn bản chính là mỗi hành động của tạ nhan đều có ẩn tình khác không ai biết như vậy mới có thể một khổ nhàn vĩnh viễn bằng không bất luận quan hệ xã hội lần này có đúng lúc hay không sau này chỉ cần nhắc tới tạ nhan chắc chắn vẫn sẽ đem chuyện xưa này bới móc ra ngoài thậm chí suốt ngày cũng không thoát khỏi được ký ức của đại chúng rất ngắn nhưng cũng rất dài tạ nhan trả lời bà hai lần cậu chỉ nói không có hứa ảnh chi cũng hết cách với cậu Sốt ruột phát cáo mà mở cuộc hội nghị quan hệ công chúng suốt một ngày. Khi diễn biến của sự kiện này càng ngày càng ác liệt, một chuyện khác xuất hiện đã liền thu hút tất cả ánh mắt của đại chúng. Phùng gia thẳng thắn công khai chứng tỏ, bọn họ là gia đình trước đây đã từng nhận nuôi Tạ Nhan. Chuyện này biến hóa quá khôn lường và kỳ dị, tưởng chừng giống như một tin tức giả, nhưng Phùng Hoàng lại tiếp nhận phỏng vấn, nói trong video, chuyện nhận nuôi rồi lại thôi trước đây là lỗi của chúng tôi không liên quan đến bản thân tạ nhan những gì được viết trong hồ sơ càng là chuyện vô căn cứ là có người giắp tâm dụng ý xuyên tạc hắn cau mày ngượng gạo nở cụ cười trước ống kính lại nghiêm túc nói chi tiết cụ thể trong đó tôi sẽ công khai toàn bộ ở buổi họp báo ba ngày sau hy vọng mọi người đừng sản sinh ấn tượng xấu với tạ nhan tạ nhan nhìn phùng hoàng nói đến đây thì dừng một chút cười một cách cố ép cậu ấy thực sự thực sự là một cậu bé rất tốt cậu nghĩ Phùng Hoàng luôn là như vậy, không kể là quá khứ hay hiện tại, nhưng cậu đã không còn là tạ nhan lúc 10 tuổi nữa. Ban đầu, đây chỉ là một hồ sơ rất tầm thường, thế nhưng khi dính dáng đến Phùng gia, dường như vẫn liên quan đến tình tiết cầu huyết của những nhà giàu sang quyền thế, đột nhiên hấp dẫn thật nhiều người. Phần đông mọi người hiện giờ chỉ chú ý đến một chuyện duy nhất, chuyện này đè ép chuyện kia, chuyện đánh người già khác kia cũng không quá khiến người khác chú ý. Hứa ảnh chi vừa biết được tin tức này liền gọi điện cho tạ nhan, giọng điệu thả lòng chút nhiều, không nghĩ tới phùng ra bằng lòng đưa ra nói giúp cậu. Bây giờ bọn họ đã sắp xếp thời gian của buổi họp báo vào ba ngày sau, chỉ ít ba ngày tới sẽ không cần lo lắng thêm chuyện khác nữa, có thể chuẩn bị thêm một chút. Đúng rồi, giữa cậu và Phùng ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tối thiểu cũng phải nói cho tôi biết. Tạ nhan ngồi một mình trong phòng, rèm chưa đóng kín, cũng không mở đèn, cậu châm một điếu thuốc, hút hơn nửa điếu ánh lửa của tàn thuốc chật sáng lại chật tắt xung quanh không có lấy một tia sáng dường như giống hệt với sắc mặt của tả nhan lạnh nhạt mà ảm đạm ai cũng không nhìn rõ cũng không ai có thể thấy được cậu không vì vậy mà vui vẻ trái lại trong lòng còn khó chịu hơn ngay cả suy tư cũng không có mím môi trực tiếp trả lời hứa ảnh chi chuyện của tôi không liên quan đến phùng gia hứa ảnh chi bận trước bận sau nghe được ý tứ của tả nhan tôi là người đại diện của cậu cũng chỉ là người đại diện mà thôi, con đường này cuối cùng vẫn phải do chính cậu bước đi, không ai có thể thay thế được. Cho dù tiền đồ của cậu thật sự bị phá hủy, đập vỡ trong tay tôi, sau này tôi cũng không thể nhận một nghệ sĩ khác thêm một lần nào nữa, mà cậu lại không thể nào làm lại. Sau khi nói xong, bà trực tiếp cúp điện thoại mà không đợi câu trả lời của tạ nhan. Tạ nhan dập tắt điếu thuốc, tuy rằng hứa ảnh chi nói sẽ tổ chức buổi họp báo, nhưng vì để dành đưa tin trước, phóng viên vẫn không tàn đi, đều ngăn ở trong khách sạn, muốn tìm cơ hội phỏng vấn tạ nhan. Tạ nhan bị ép ở trong phòng không ra được, mở điện thoại ra gọi video với phó thanh, khi nói chuyện trời đất, tâm tình cũng không tệ lắm, sau khi cúp mắt, nháy mắt lại trở về như cũ. Xong chỉ hơn nửa ngày, cũng đủ để cậu nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Cậu sẽ không nói ra chuyện của Nguyễn An Ninh, cũng không muốn dây dưa với Phùng Gia nữa cho dù là phóng viên hay buổi họp báo cũng không hề tính toán xin lỗi lão già như hứa ảnh chi đề nghị người kia không xứng nếu như ảnh hưởng của chuyện này thực sự quá lớn sau này không cách nào công khai đóng phim được nữa tạ nhan cũng không muốn xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của công chúng đi lăn lộn diễn kịch nói ở nhà hát cũng tạm mọi thứ trở lại lần nữa cũng không có hề gì không khác gì so với rất nhiều lần trước đây hơn nữa điều vô cùng khác biệt ở đây chính là cậu đã có người để thích để trân trọng và muốn ở bên người đó suốt một đời. Chẳng qua tạ nhan vẫn chưa quay xong, tạm biệt, hoa hồng cũng thật có lỗi với hử ảnh chi và những fan hâm mộ yêu thích cậu. Nếu như nhất định phải rời đi, cũng nên bồi thường cho bọn họ. Phiền não của cậu luôn luôn không vì con đường phía trước có bao nhiêu trắc trở, nhiều đến nỗi không thấy được bờ bến, mà vì chính cậu không biết nên bước đi trên con đường kế tiếp như thế nào. Thế giới bên ngoài hiện giờ quả thực ảnh hưởng tới Tạ Nhan nhiều hơn trước đây một chút, nhưng chưa đến mức thay đổi cậu được. Cậu có thể vì theo đuổi ước mơ bẻ gãy xương cốt, nhưng sẽ không cúi đầu. Sau khi nghĩ kỹ càng về những chuyện này, trái lại tâm tình Tạ Nhan tốt hơn nhiều, thậm chí còn có thể xem tới kịch bản. Đến 7, 8 giờ tối, Giang Đồng gửi một tin nhắn qua đây, nói rằng đưa cơm tối tới, Tạ Nhan đứng dậy mở cửa, nhưng người đứng ở ngoài không phải là Giang Đồng là nguyễn an ninh đang đội mũ mang cơm nước tới tạ nhan ngẩn người cậu nghiêng người sang để nguyễn an ninh đi vào lại tiện tay mở đèn lên nguyễn an ninh tháo mũ và kính dâm xuống ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô cô không trang điểm vành đen ở bọng mắt rất rõ ràng viền mắt đỏ quạnh chắc đã khóc rất lâu tạ nhan đứng trước mặt cô không lên tiếng cậu trước giờ sẽ không an ủi người khác dường như đã hạ quyết tâm cuối cùng nguyễn an ninh mới mở miệng Tả Ca, chúng ta nói ra chân tướng của sự kiện kia đi. Chương 70, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hai người đều nín thở, chỉ có tiếng hồn hển như có như không. Vóc người Tạ Nhan rất cao, cậu đứng ở phía dưới đèn tường, che đi hơn phân nửa ánh sáng, cái bóng bị kéo dài dưới đất gần như che phủ toàn bộ cô gái nhỏ nhắn Nguyễn An Ninh. Cậu im lặng nhìn Nguyễn An Ninh, dường như không ngạc nhiên lắm với lời nói của cô, không nhanh không chậm nói, không cần thiết nguyễn an ninh ngẩng đầu nhìn tạ nhan cô không khóc nữa có cần thiết em đã nghĩ rất lâu qua nhiều năm như vậy cuối cùng mới nghĩ thấu đáo cô đã có thể bình tĩnh nhớ lại chuyện ban đầu khi đó em chưa lớn lắm quả thực rất sợ hãi chỉ muốn trốn tránh suốt đời không muốn dính dáng quan hệ đến chuyện này tạ nhan cao chặt mày có phần không kiên nhẫn lại châm một điếu thuốc nhưng không thể hút được chỉ châm rồi kẹp giữa hai ngón tay mặc cho tàn thuốc vẫn cháy lửa Nguyễn An Ninh dõi theo ánh mắt tạ nhan, thả giọng nói rất nhẹ, đã trốn tránh gần 10 năm, không thể nào trốn mãi được. Em không muốn để chuyện này thối nát trong ký ức nữa. Cô ngừng lại, tiếp tục nói, theo tình hình hiện nay, đây là chuyện của chính em, bất luận có hậu quả gì, vốn cũng phải do em tự gánh chịu. Đây không phải là lỗi hay trách nhiệm của tạ ca, làm sao có thể để anh vác cả một đời được. Hơn nữa lại là tình huống như hiện giờ, tạ nhan nhà một vòng khói, hé miệng dường như muốn nói cái gì đó lại bị nguyễn an ninh phát hiện ra trước cô vội vã nhanh chóng giành lấy một câu nhưng ý nghĩa của việc thẳng thắn nói ra chân tướng chuyện này cũng không chỉ có như vậy nguyễn an ninh tưởng rằng khi nói ra nội tâm của mình trước mặt tạ nhan cô sẽ rất nhút nhát sợ hãi nhưng sự thật lại càng nói càng tràn đầy dũng khí trong lòng cô hoàn toàn bình tĩnh trở lại em rất đau khổ vì chuyện này khó chịu vẫn luôn rất khó tin tưởng được người khác cũng sợ người ngoài biết em từng bị làm nhục chuyện đáng hổ thẹn này thậm chí nghĩ thôi cũng xấu hổ đến nỗi khó ngẩng đầu lên được nhưng đây hoàn toàn không phải lỗi của em em đang dùng tội của kẻ xấu phạm phải làm thương tổn chính mình vậy thật không đúng ánh mắt cô rất kiên định hơn nữa chuyện này không chỉ có em đã từng phải chịu đựng còn có rất nhiều đứa trẻ khác từng gặp phải chuyện tương tự hoặc là đang gặp phải bọn chúng đều giống nhau đều cảm thấy nhục nhã vì đủ loại nguyên nhân hổ thẹn không dám lên tiếng mỗi người đều có vết thương muốn giấu đi trốn tránh để không bị tổn thương lần thứ hai nhưng nếu em có thể thản nhiên đối mặt với chuyện này vậy có thể đứng ra nói toàn bộ chuyện này cho những người đang quan tâm biết bày ra trước công chúng để bọn họ không thể không chú ý tới nếu như không có cách nào thay đổi được lúc trước ít nhất hy vọng ngày sau sẽ trở nên tốt hơn nói xong một chàng dài nguyễn an ninh thoáng cái đã nhẹ nhõm hơn khẽ nở nụ cười nói ra như vậy dường như có hơi tự đề cao mình, kỳ thực chuyện này chỉ đốc thúc tiến trình quyết định đối mặt với chính mình mà thôi, cho em thêm dũng khí được ăn cả ngã về không. Tạ nhan dập tắt tàn thuốc, cậu không cách nào lại nói ra lời từ chối nữa. Cậu giữ lời hứa, không có nghĩa là phải từ chối một người dũng cảm đứng lên làm lại từ đầu. Sau khi Nguyễn An Ninh đi khỏi, tạ nhan gọi điện thoại cho hứa ảnh chi. Cậu nói, nhanh chóng mở buổi họp báo với phóng viên đi đầu dây bên kia hình như nổi giận đùng đùng nói vài câu gì đó tạ nhan không để bụng nhẹ giọng nói rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì có thể nói cho tất cả mọi người biết sau khi hứa ảnh chi biết được chân tướng chuyện này bà ngay lập tức đích thân đi tới viện mồ côi cách đó hàng trăm km tìm được nhân viên công tác lúc đó đặc biệt mời bọn họ đến hồng thành thuê một hội đồng lớn mời các phóng viên tới buổi họp báo việc này khiến đám phóng viên nghi ngờ Nguyễn An Ninh cũng xuất hiện ở hiện trường, thậm chí còn ngồi ở ngay hàng thứ nhất. Cô từ tốn mà bình tĩnh nói lại chuyện phát sinh từ 8 năm về trước, không hề cố ý tăng thêm cảm xúc quyết liệt, chỉ tự thuật giống như một người ngoài cuộc. Trong khi phô bày hồ sơ của cô và tạ nhan, chứng minh hai người họ xác thực đã từng sinh sống tại cùng một viện mồ côi, còn có biên bản chữa bệnh và lời nói của nhân viên công tác, chứng thực chuyện này thật sự đã từng xảy ra. Tất cả phóng viên đều dương mắt đờ đẫn, bọn họ đã từng viết ra những bản thảo suy diễn phóng đại lớn nhất nhưng không thực sự khiến người khác kinh sợ mà buổi họp báo này cũng được phát sóng trực tiếp trên toàn bộ các trang mạng vô số người ai cũng muốn xem tạ nhan rốt cuộc tẩy trắng cho bản thân như thế nào tiếp đó bình luận trực tiếp từ ban đầu còn châm chọc khiêu khích tùy tiện nhục mạ sau cùng biến thành hiện trường thơm lừng to lớn không chỉ có đối với tạ nhan mà còn với nguyễn an ninh kính phục lòng dũng cảm của cô có thể nói ra toàn bộ sự thật trong hoàn cảnh như hiện giờ. Rõ ràng là nhân vật chính trong buổi họp báo này, từ đầu tới đuôi, Tạ Nhan chưa hề nói một câu, chỉ khi đang làm sáng tỏ sự thật thì ngẫu nhiên gật đầu. Cậu lười diễn trò, vấn đề mà phóng viên đưa ra có vài cái hỏi đến quá mức phòng tay, Nguyễn An Ninh cảm thấy không hề gì, nhưng Tạ Nhan lại không nhịn được gõ bàn vài cái. Động tác của cậu rất rõ ràng, mang theo chút ý cảnh cáo thông thường đối với nhân vật của công chúng thì không kể vì chuyện gì, công khai oán giận phóng viên sẽ luôn để lại ấn tượng xấu cho người khác. Vậy mà bình luận trực tiếp đều là bầu không khí hi hi ha ha thật phấn khởi. Cứng thật sự cứng, từ nhỏ đến lớn, người trước người sau, không có một phút không cứng. Nhàn nhàn mới thật sự trước sau như một, không ngụy trang một chút nào á sao tự mang 800 filter để nói chuyện sao. Ta giết cái tên phóng viên ngu ngốc kia, còn hỏi chi tiết chuyện lúc đó, hỏi mã bây hả? Tiểu tả cáo kỉnh, oán giận người trên truyền hình trực tiếp, bây giờ mới đúng với bức, đừng động vào lão tử chấm dây nè. Một khắc cuối cùng trước kết thúc, Nguyễn An Ninh đi tới chỗ ngồi trước tạ nhan, hơi cúi người xuống, làm ra một động tác ôm. Cô từ từ nhắm hai mắt, mắt và đôi mày đều cong lên, trên khuôn mặt có hai lúng đồng tiền nho nho, cười đến mức rất dễ thương. Tạ nhan ngẩn ra, đứng lên ôm lấy Nguyễn An Ninh toàn bộ phóng viên có mặt ở đây, hoặc là những khán giả trên mạng xem truyền hình trực tiếp cách một màn hình, tất cả đều nghe rõ ràng câu nói kia của cô. Cảm ơn anh khi đó đã bảo vệ một người vừa nhát gan vừa sợ sệt như em. Chỉ có tạ nhan có thể cảm giác được bà vai bị chất lỏng thấm ướt. Ác tích nghiêm trọng nhất đã được giải thích rõ, còn chút đồn đãi từ nhỏ tạ nhan đã ham thích đánh lộn ẩu đà, là một tên hay gây gổ cũng đều chưa đánh đã tan, bị phen hâm mộ và người qua đường chính nghĩa rửa đến trong sạch. Tuy rằng những chuyện này vốn là sự thực, song còn có một số người, trong đó cũng có cả truyền thông, cũng không tin đây là chân tướng sự việc, cảm thấy tạ nhan và người sau lưng câu chắc chắn đã dùng ít thủ đoạn để mua chuộc Nguyễn An Ninh, để cô biên tạo một tin tức giả. Khi bọn họ tận tụy bới móc, rốt cuộc cũng tìm được lão già năm đó bị đánh kia, mà người kia đã bị xử tù chung thân vì phạm tội dâm ô không ai có thể nghi ngờ tính chân thực của chuyện này nữa. Từ khi tạ nhan đóng, bạch kình, đến nay, xuất hiện trước quần chúng không tới một năm đã bị kéo ra ba lần, mỗi một lần đều rất nghiêm trọng, nhưng cũng không thể khiến cậu thân bại danh liệt, trái lại độ hot của cậu còn tăng mạnh. Cho dù không có tác phẩm chân chính, tạ nhan cũng là nhân vật hot nhất hiện nay. Còn có rất nhiều phóng viên muốn đào sâu thêm để thăm hỏi, nhưng tạ nhan đều đẩy hết chuyện này cho hứa ảnh chi cậu chỉ muốn tập trung tinh thần để đóng tạm biệt hoa hồng. Mà vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, toàn bộ tiến độ kế hoạch của đoàn làm phim bị kéo chậm nghiêm trọng, Tạ Nhan suýt chút nữa không thể xin được nghỉ để về đón sinh nhật ở Tề An. Vẫn do Tạ Nhan nói, chuyện lần trước còn có một vài chỗ chưa xử lý xong, Ngô Vân mới thả người đi. Chuyện này thực sự không nói sai, Tạ Nhan trở về không chỉ có đón sinh nhật, còn phải nhân tiện gặp mặt Phùng Hoàng. Tuy rằng mức quan trọng của chuyện này so sánh với việc gặp Phó Thanh thì không đáng phải nhắc tới, nhưng vẫn phải làm. Một ngày trước sinh nhật, tạ nhan đóng phim tới 8 giờ tối, 10 giờ lên máy bay trở về Tề An, khi đáp đất đã là 3 giờ sáng. Cậu về nhà ngủ vài tiếng, đặt đồng hồ báo thức vào buổi sáng, khi tỉnh lại đột nhiên mới nhớ ra cậu vẫn chưa liên lạc với Phùng Hoàng, đều là để Phó Thanh thuật lại lời cậu. Có lẽ vì trong tiềm thức, cậu thực sự không muốn dính dáng quan hệ thêm một lần nữa. Ngày hôm sau, bọn họ ngồi máy bay đi tới thành thị nơi Phùng Gia ở, sau khi xuống máy bay, đã có người lái xe tới đón. Phó Thanh không muốn ngồi xe người khác lái, tự mình chạy xe tới nơi đó. Tạ Nhan ngồi ở vị trí phó lái, vẫn rất thả lỏng, cậu coi cuộc gặp mặt kế tiếp này là lần cuối cùng bản thân liên quan đến Phùng Gia, vừa nghĩ tới sau khi xong xuôi sẽ không gặp lại, tâm tình không xấu đi nổi có thể nói phiền toái khi gặp phùng hoàng hoàn toàn không chống lại được vui sướng khi tiếp đó cậu được ở chung một chỗ đón sinh nhật với phó thanh nhưng phó thanh đang lái xe nửa đường đều im lặng tạ nhan lại không mẫn cảm cũng có thể cảm thấy được tâm trạng không tốt của phó thanh cậu nhích tới ngước mắt nhìn phó thanh phó ca không vui vì em muốn gặp mặt phùng hoàng sao ngày thường phó thanh có thể được cho là vui buồn không ra mặt hoặc có thể nói là chuyện thông thường không đủ để kích thích đến tâm trạng của y. Chỉ có chuyện của Tạ Nhan là ngoài y muốn, cậu nhóc mà y yêu thương còn muốn đi chu toàn với người của Phùng gia. Giọng nói Phó Thanh hơi nghèn nghẹn, y hiếm khi muốn thay đổi ý nghĩ của Tạ Nhan, anh đi là được rồi, em tới gặp mấy người đó làm cái gì? Tạ Nhan mím môi, em không tự mình nói rõ ràng, Phùng Hoàng sẽ không chết tâm. Hắn vẫn luôn như vậy, giống như 10 năm về trước. Tạ Nhan rõ ràng không muốn được nhận nuôi, Phùng Hoàng vẫn đả động được cậu. Tay Phó Thanh đang đặt trên vô lăng, đột nhiên siết chặt vì câu nói kia, đốt ngón tay và gân xanh đều cố sức nổi lên, dường như có phần dữ tợn và đáng sợ. Tạ Nhan ngẩn người, cậu không nói được những lời dỗ dành, không thể làm gì khác hơn là cúi người, đôi môi dán lên đốt ngón tay trái Phó Thanh, theo vị trí của gân mạch, chậm rãi trượt đến nơi cổ tay. Đó là một nụ hôn dài đằng đẵng. Phó Thanh chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được ánh mắt anh ánh của tạ nhan, vẫn còn đang hôn lên môi mình. Rất nóng, lại vừa ướt xuống, tạ nhan hé miệng, nhẹ giọng nói, em cũng không còn bé nữa, Phó Ca vẫn sợ em bị bắt nạt sao. Có lẽ do hôn môi đã khiến cho hóc môn tăng cao, lời kế tiếp của cậu cũng trở thành nũng nịu lộ liễu, coi như là bọn họ muốn bắt nạt em cũng chẳng sao, đi cùng Phó Ca chính là vì muốn để anh làm chỗ dựa cho em đó. Vì vậy, nửa chặng đường kế tiếp phó thanh bị vây trong tâm trạng kích động phải giúp cậu nhóc trong nhà bị bắt nạt lấy lại công đạo mới được tạ nhan không biết cái này có tính là đã dỗ dành được hay chưa dù sao thì cậu cũng dùng hết mọi biện pháp không dỗ được cũng bó tay có thể nói những biện pháp bây giờ có thể dùng đã dùng hết rồi nếu như ở trên giường tại nhà còn có nhiều cách thức tốt hơn dùng được một tiếng sau xe lái vào trong chỗ ở của phùng ra dừng trong sân hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe